bản thân một và đối với rất là đông đảo chúng sinh mình ấy, chúng sinh phàm phu. Khi mà Đức Phật thì đối diện với một người thì Ngài ngó vào cái căn cơ của người ta mà Ngài nói. Có người thì thay vì Ngài nói rằng là tất cả là đồ giả, Ngài không nói, Ngài chỉ nói, Ngài chỉ nói cho mình thấy rằng là mình là đồ ráp. Thì khi mà Ngài nói rằng mọi thứ nó chỉ là đồ ráp thôi là mình biết mình là đồ giả. À, thí dụ như vậy. Thì có người đến hỏi Đức Phật về bạch Thế Tôn, con muốn biết là một người sau khi chết họ sẽ đi về đâu, họ có tiếp tục tồn tại nữa hay không. Khi mà hỏi như vậy đó, ý họ muốn nói đến một cái tôi, một cái ta. Ngài biết, Ngài nhìn nhìn họ, Ngài biết họ muốn nghĩ đến cái đó. Họ muốn hỏi Ngài là coi sau khi họ chết họ có còn là cái gì hay không. Thì có người thì Ngài nói mỗi người mỗi đối với mỗi người thì Ngài nói một cách. À, có người thì Ngài nói rằng là sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành thức cũng là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là vô ngã, cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Nếu ngay lúc họ còn sống mà cái được gọi là cuộc đời hay là cuộc sống của họ nó chỉ là cái sự có mặt của năm uẩn thôi, và năm uẩn đó cũng chỉ là cái gì đó rất đỗi vô thường, rất đỗi là phù du phù phiếm, thì nếu mà họ có tái sanh thì cái sự tái sanh của họ nó cũng chỉ là cái sự trở lại của những gì rất đỗi phù phiếm. Nhưng mà ở một trường hợp khác cũng có người hỏi Ngài một câu y hệt như vậy đó, thì Ngài lại trả lời như thế này: ở đây ta nói rằng do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân. Tức là Ngài nhắc lại nguyên một cái hệ thống, một cái chuỗi duyên khởi cho họ nghe. Thì với cái người hữu duyên ấy thì họ nghe thì họ thấm liền, họ hiểu liền. Tức là thay vì Ngài trả lời cho họ là sau khi họ chết họ sẽ tiếp tục tồn tại, họ không hay là họ không tồn tại, Ngài không nói, mà Ngài chỉ nói rằng ở đây ta chỉ nói rằng do vô minh duyên hành, hành duyên thức. Có nghĩa là cái sự tiếp nối của những đơn vị pháp giới rất là phù du, rất là phù phiếm. Có nghĩa là ngay bây giờ con đang còn sống thì nó đã như vậy. Nếu mà con chưa phải là một vị La Hán chấm dứt sinh tử thì cái sự tiếp nối sau này của con nó vẫn là cái sự lặp lại của chừng đó, món phụ tùng thiết bị linh kiện mà thôi. Tùy chỗ. Và ở chỗ này cũng vậy, chúng ta thấy rằng ngay ở trong đầu cái buổi giảng hôm trước, buổi thứ năm ấy, thứ năm là đúng là thứ năm, thì chúng tôi có đưa ra cái nội dung ngắn gọn của bài kinh này là toàn bộ thế giới này được thiết lập trên những biểu tượng, toàn bộ thế giới này được thiết lập trên biểu tượng. Chúng ta nói được cái đó là chúng ta bỏ, chúng ta đi mất. Chúng ta thấy trước khi chúng ta biết Phật pháp, rõ ràng là chúng ta chỉ sống ở trong thế giới cái biểu tượng. Cũng người đó sau khi chúng ta gắn vào tay họ một chiếc khoen kim loại, có thể là bằng vàng, có thể là bằng bạc, có thể là bằng đồng, trên đó có gắn hộp xoàn hay là đá quý hoặc không có gắn cái gì hết, chỉ cần mà chúng ta trước mặt mọi người trong một cái buổi họp mặt mà ta gọi là hôn lễ. Tôi nhắc lại, trong đời mình có biết bao nhiêu buổi họp mặt, nhưng mà trong một cái buổi họp mặt đặc biệt nào đó nó có cái tên gọi là hôn lễ. Trong buổi họp mặt đó ta trao vào tay người kia, ta gắn lên ngón tay người kia mà phải là ngón áp út mới được. Là vì sao? Là bởi vì thiên hạ bao đời họ đã với nhau rằng là cái ngón áp út là cái ngón tay của cảm xúc, là cái ngón tay mà nó trực tiếp, nó gắn bó gắn liền với trái tim. Cho nên hôm lễ đó cái chiếc khoen kim loại đó được nàng đeo vào tay chàng,
ta gọi chiếc khoen đó là chiếc nhẫn cưới. Như vậy một lần nữa chúng ta thấy trong đời mình có biết bao nhiêu bữa họp mặt, nhưng mà chỉ có bữa họp mặt đặc biệt đó nó có cái tên gọi là hôn lễ. Và chúng ta trong đời mình có khả năng mua biết bao nhiêu là cái chiếc khoen kim loại đó. Tôi không gọi là nhẫn vàng bởi vì tôi đâu biết bị đeo vào tay người ta cái chiếc nhẫn bằng gì nha. Tôi chỉ đặt cái tên là chiếc nhẫn cái khoen kim loại thôi. À, chỉ là chiếc khoen kim loại thôi. Kể từ lúc chúng ta trao vào tay nhau cái chiếc khoen đó, tôi gọi đó là nhẫn cưới, trong một cái buổi họp mặt gọi là hôn lễ, thì cái người kia được gọi là cái người hôn phối của mình, là một nửa của đời mình, là cái cộng xương sườn số 7 của mình nhé. Rồi thì một thời gian cơm không lành canh không ngọt nhé. Cái chiếc khoen đó của ngày xưa đó, bây giờ có thể được trả lại hay không được trả lại, chỉ cần có một cái mảnh giấy gọi là cái tờ hôn thú đó, bây giờ bị xé bỏ đi, được đem ra tòa trả lại cho tòa, trả lại cho luật sư, xác nhận rằng kể từ bây giờ cái tờ giấy đó, cái tờ giấy mà được gọi là hôn thú đó đó, nó không còn giá trị, nó không còn tác dụng nữa. Thì chỉ cần được xác nhận như vậy thôi, thì cái buổi họp mặt ngày xưa mà gọi là hôn lễ đó, nó không còn tiếp tục có giá trị nữa. Và cái ý nghĩa tinh thần của cái chiếc khoen kim loại ngày cũ nó cũng không còn giá trị nữa. Và cái ý nghĩa, cái giá trị, cái tác dụng của cái tờ giấy mà gọi là hôn thú đó, nó cũng không còn cái giá trị nữa. Đã, đời sống thì nó là như vậy đó. Rồi thì là những khế ước, những hợp đồng. Giữa cá nhân này với cá nhân kia, chúng ta đi vào Phật pháp, thấy được với Phật đi nhé, chạy về với Phật, chúng ta mới cầm trên tay một cái kiểu là một tác phẩm nghệ thuật, thì nó thì dĩ nhiên nó không chính xác, mà gọi là lại một khúc gỗ hay là lại một cái cục xi măng, một khối bê tông, hay là một bức tranh mà ta gọi là tranh ảnh của Đức Phật, của cái vị đạo sư tinh thần của mình ấy, thì tất cả những là biểu tượng thôi. Rồi thì là những ngôn ngữ, những ngôn từ mà tăng ni hoặc là những Phật tử cư sĩ trước mình ấy, họ đi trước mình, họ vào đạo trước mình, họ trao truyền lại cho mình, nó là một lần nữa vẫn chỉ là những biểu tượng, chỉ là biểu tượng thôi. Cho nên các vị xem ở trong trường một kinh, trường một kinh, cái bài kinh gọi là Tóc Thấp và Đát Phật Thập Bát Xuất Thế, trong đó có một câu rất là quan trọng: Ý tí ma khô chích ta lô các sa minh nha tiếng nha hai chữ này lô các sa minh nha lô các đề rút tiêu. Tôi làm mất thời giờ quý vị một chút, nhưng mà cái câu này có từng chú rất là quan trọng, rất là quan trọng. Lô các nê rút tiêu lô các vô hà ra lô các bánh nhát tiêu già hí tập hạ gia tù vô hà rập tí áp bài mà sẵn tí này. Cái câu này dịch như thế này: ở đây này gia chủ chích tác, đó chỉ là cái ký hiệu của thế gian, cái từ ngữ của thế gian, cái ngôn ngữ của thế gian, cái sự định đặt của thế gian. Gia hi tập tha gà tô vô ha rập tí mà Đức Như Lai chỉ sử dụng thôi, áp ra mà sang tí, nhưng không có thể chấp thủ trong đó, không có nặng lòng trong đó. Cái câu này rất là quan trọng. Chính từ những cái câu kinh rất là nguyên thủy này nè, nó mới lòi ra cái câu trong kinh Pháp Hoa đó, là trong 40 mấy năm qua ta chưa từng nói một lời là chỗ nào đó, chính là chỗ đó, hoặc là
Này tu Bồ Đề, ta nói mà không phải nói, đó chính là nói vậy. Ta thuyết giảng mà không phải là thuyết giảng, đó mới là chính là thuyết giảng vậy. Chính là chỗ đó, những cái câu kinh đó của Phật giáo phát triển rồi sao là y cứ vào cái chỗ này. Ít tí mà cô chết tá lô cá sa man nha lô cá đa đô lô qua rô lô cá ba chát yêu gia hết tất cả tôi muốn ra thì mà ra sông tiếp. Đó là những cái từ ngữ, những cái từ ngữ, những cái ngôn từ, những ngôn từ, những cái tiếng nói, những cái lời định đặt của thế gian mà thôi. Đức Như Lai chỉ sử dụng mà không có nặng lòng, không có chấp thủ trong đó. Đó chỉ là cái biểu tượng thôi, chưa hết đâu. Trong Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn tức là Maha Parinibbana, rất là quan trọng đây, những cái câu kinh đó vì phải học tu lòng nhé. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng trường bộ luôn nha, cũng trường bộ Đại Bát Niết Bàn Maha Parinibbana sutta, thì trong đó quý vị dò là chúng tôi không nhớ là có đoạn nào, chắc chắn là trong bài kinh đó có cái câu thế này là: này các tỳ kheo, nếu mà các ngươi thấy có một cái cuộc tranh luận xảy ra giữa chúng tỳ kheo thì các ngươi phải bình tĩnh, để ý xem cái cuộc tranh cãi đó, cái sự mâu thuẫn đó giữa các ngươi là nó trên văn nghĩa, nó trên văn tự hay là trên ý nghĩa. Nếu mà thấy nó chỉ mâu thuẫn với nhau trên văn tự thì ta nói rằng đó là một sự mâu thuẫn rất là nhỏ, không có đáng kể. Không đáng kể. Làm ơn xem giùm tôi cái trong cái đề bản niết bàn đó, các vị nhớ cái cách dò cũng dễ thôi, mà tôi đang nói chuyện luôn không có dò được. Dò là dễ là sao, tức là mình liếc mắt lên đó, mình để ý cái phần kể chuyện, cái phần nằm phần kể chuyện lúc đầu không có rồi đó, không có cái vụ này, mà cái phần này nó nằm ở phía sau, nằm ở chỗ lúc mà kể, lúc này gần tịch, thì bao nhiêu cái điều mà được xem là cốt tử, là quan trọng bậc nhất mà phải nhắn nhủ các vị đệ tử trước khi mình đi xa đó, thì ngài đã kịp thời tìm đủ mọi cơ hội, mọi cái dịp tốt nhất để mà ngài nhắc nhở. Đặc biệt là bài kinh Đại Nam Phá Niết Bàn là một cái bài kinh mà quý vị Phật tử buộc phải đọc, và trong đó có rất là nhiều chỗ quý vị phải học thuộc lòng, phải nói như vậy đó. Thì chúng ta trở lại, mình chưa biết đạo đó thì mình cũng sống chìm đắm trong thế giới biểu tượng. Biểu tượng của cái gì? Chúng ta là họa sĩ. Những khái niệm, những kỹ thuật hội họa đó cũng chỉ là những biểu tượng. Vì sao? Là vì những khái niệm, những kỹ thuật đó nó được người này chấp nhận, mà nó không được người kia chấp nhận. Bằng chứng là hội họa có vô số trường phái, rồi thì âm nhạc, rồi thì kiến trúc, rồi thì văn hóa, rồi thì tôn giáo, rồi thì chính trị, rồi thì xã hội. Bao nhiêu thứ trên đời này cũng chỉ là những biểu tượng, và trên những biểu tượng đó người ta mới hướng đến một cái lý tưởng, một cái ý nghĩa cao vời nào đó. Cái phần này là phần của mỗi cá nhân hay là mỗi đoàn thể nha, nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng tất cả chỉ là biểu tượng, và y cứ trên những biểu tượng đó đó người ta mới làm việc tiếp tục. Biểu tiếp tục từ nhiên chưa từ trên chính trị, cái biên giới, lá cờ, quốc ca, quốc kỳ, đó chính là những biểu tượng. Người văn hóa cũng vậy, người Tàu tự hào mà có 5.000 năm văn hóa Hoa Hạ, người Việt Nam có 4.000 năm văn hóa Văn Lang, văn hóa Đại Việt, văn hóa Đường Ngu. Đường Ngu cũng là một tên gọi cũ của người Việt xưa. Rồi thì dân tộc nào cũng có những huyền thoại, huyền sử, thì đó phải là biểu tượng, còn là cái gì nữa. Cho nên cái chuyện rất là quan trọng ở đây, đó chính là cái thế giới này nó chỉ là những biểu tượng, nhưng mà cái đời sống của chúng ta là gì? Đời sống chúng ta là chúng ta đi theo cái biểu tượng nào, chúng ta chọn lấy cái biểu tượng nào để hướng tới cái gì. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ nhận cái giá trị, cái ý nghĩa, cái tác dụng của những cái gọi là biểu tượng đó, không phải. Nhưng mà cái quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi nói chuyện này đó chính là hãy luôn luôn tâm niệm rằng đừng có khư khư với tất cả những gì gọi là biểu tượng, mà hãy nhớ rằng biểu tượng nó chỉ là phương tiện để dẫn đến một cái lý tưởng. Cái đó mới là cái quan trọng. Như là ngón tay, dù là cái ngón tay của một người nam hay là của một người nữ, một ngón tay dơ hay là một ngón tay sạch, một ngón tay đẹp hay là ngón tay không đẹp, ngón tay dài hay là ngắn, mập hay là ốm, đen hay là trắng,
Ngón tay nào cũng là ngón tay thôi, mà cái quan trọng là ngón tay đó chỉ về đâu, chỉ về đâu, cái đó mới là cái quan trọng nha, đó là cái quan trọng. Thì cái đời sống mình đó, nó chỉ là biểu tượng. Đến cả Phật pháp cũng vậy, từng câu từng chữ trong kinh cứ hè cái đề nhau xuống mà cãi, cứ mà tranh luận, mà đôi khi đó cái quan trọng nhất đó, là cái đó nó dẫn về đâu. Chúng ta thấy hôm nay chúng ta có cái phong trào đi tu thiền từ năm 1962 đến năm 2012, đúng tròn trịa vừa vặn khít khao 50 năm, vừa vặn nửa thế kỷ. Miến Điện bị đóng cửa, gọi là bế quan tỏa cảng, không có mở cửa ra bên ngoài. Thế là bao nhiêu cái gì bên trong cái thế giới đó chúng ta không có dịp để biết nhiều lắm. Rồi thì sau năm 2012 Miến Điện mở cửa về nhiều mặt, trong đó có tôn giáo, có Phật giáo, và dĩ nhiên kéo theo đó là pháp môn Vipassana, tứ niệm xứ. Rồi thì người Việt chúng ta cứ ùn ùn mà kéo vào trong đó, chứ nếu mấy chục năm qua nó mở cửa các lá nó không có ra chuyện đâu. Mà đằng này mấy chục năm qua đóng cửa, mình không có dịp mình tiếp cận. Tới cái ngày mà chúng ta vào được tới đất Miến Điện rồi, đất Myanmar rồi, chúng ta mình tu thiền, cái chuyện nó hay quá, tốt quá. Nhưng mà từ đó nó cũng nảy sinh ra một số vấn đề mà chúng ta được nghe, được biết, được đọc trên internet. Đó là có những vị họ mặn mà với pháp môn của ngài Ta Ốc, rồi Sumin, rồi thì Mô Cốc, rồi thì các cái dòng Chanh Nhai Xây Đo, vân vân, để chưa kể là những cái dòng thiền của Thái Lan như là của bà Chanh Nét, của ngài Chanh Cha, rồi của ngài Asafa, vân vân. Thì cái dòng thiền của ngài Asafa thì cũng là xuất phát từ cái truyền thống của ngài Mahasi. Nhưng mà chúng tôi muốn nói cái gì? Chúng tôi muốn nói rằng cái điều quan trọng mà hành giả Việt Nam nói riêng và Phật tử Việt Nam nói chung hoan hỷ nhớ giùm, đó chính là mỗi vị thiền sư đều có cái thành tựu riêng của mình và có những cái vấn đề của riêng mình, không ai dám bài hát. Trong đời này chỉ có một người duy nhất, đó là các vị, chỉ một hạng người duy nhất, đó là chánh đẳng chánh giác. Tất cả chư Phật đều giống hệt nhau, có nghĩa là khi mà hướng dẫn những người khác thì các ngài luôn luôn hướng dẫn bằng cái con đường tốt nhất. Tức là nếu mà lật ngược thời gian lại thì Đức Phật Nguyên Đăng, chúng tôi nhắc lại, Đức Phật Nguyên Đăng đi bằng cái đó, là cái vị mà đã thọ ký, vị Phật đầu tiên mà thọ ký cho Bồ Tát mình. Chứ đầu tiên mà không phải là trước ngày không có vị khác, không phải, mà chỉ đầu tiên là đối với Đức Phật Thích Ca mình đó, thì ngài là cái vị đầu tiên thọ ký. Còn những vị trước đó mà có gặp nhưng họ không có thọ ký cho ngài nha, thì từ đức là Đức Phật Nguyên Đăng. Nếu Đức Phật Nguyên Đăng mà ngài mà Đức Phật Nguyên Đăng gặp và được ngài Angulimala, là cái vị mà trước khi đi tu mà đi giết người để lấy cái ngón tay để mà đeo đó, thì nếu mà Đức Phật Nguyên Đăng mà ngày gặp tướng cướp vua não đó, thì ngài cũng sẽ hành động và sẽ nói y hệt như là Đức Phật Thích Ca vậy đó. Trong niềm tin của tôi và trong cái hiểu biết của tôi về Phật pháp thì tôi tin điều đó, tức là chư Phật luôn luôn giống nhau để mới được cái tốt nhất. Vì cái thấy của các vị đó đối với ngài vua não giống nhau. Và bây giờ phải nói gì, phải làm gì, phải có cái hành động gì, phải có cái biểu lộ, phải có cái cư xử gì đó, thì các ngài cũng được cái tốt nhất. Mà đã là tốt nhất thì bắt buộc phải giống nhau. Nhưng mà riêng về gọi là không kể chư Phật chánh đẳng giác, thì kể các vị như là Độc Giác hay là các vị trí thượng tinh văn như ngài Xá Lợi Phật, ngài Vô Kiền Liên, hoặc là các vị đại tinh văn như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, vân 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 vân. Thì khi mà gặp một chúng sinh khác đó, gặp một chúng sinh mà cần phải tiếp tiếp độ đó, thì cái chuyện mà các vị mỗi vị có một cái cách nói khác nhau, các vị mỗi vị có cách nói khác nhau, nói chi là những vị thiền sư phàm phu của mình nha. Mỗi vị có một cái vấn đề riêng, có những thành tựu riêng. Thí dụ như tôi với chủ đề tôi nhắc lại, tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi nhắc lại chỉ là ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ ngài thiền sư AB đi, thiền sư A, vị này đi đứng không được thoải mái lắm,
Cho nên khi mà hướng dẫn thiền định, thiền này không có nói nhiều về chuyện kinh hành. Dạ, không có nói nhiều về chuyện kinh hành. Không phải là vì các vị muốn mọi người đều ngồi như mình, nhưng mà khi mà nói đến cái kinh nghiệm tu tập thì các vị cứ móc cái ruột mình ra mà nói. Mà đã nó móc ruột mình ra thì vị đó thường ngồi nhiều hơn, chỉ có ngồi hoặc nằm nhiều hơn là đi kinh hành được. Bởi vì vị này cái chân hơi khó, di chuyển hơi khó, cho nên vị này khi mà nói đến chuyện hành thiền, vị này không có nói khổ mặn mà lắm, không mặn mà lắm cái chuyện mà đi. Rồi có vị thì đặt nặng cái vấn đề hành thiền tập thể hơn là thiền cá nhân ở thiền thất, coi nặng cái chuyện hành thiền ở thiền viện, thiền đường nó nhiều hơn là ở thiền thất cá nhân. Dạ. Rồi thì có vị thì do điều kiện sức khỏe cũng có, hoặc là do cái sở thích, hay là do cái tâm lý cũng có, hoặc là do cái cơ thể của chính mình, của bản thân ấy, mà vì đó luôn luôn chú ý nhiều về cái chuyện thực phẩm, ăn cái gì, tránh ăn cái gì. Tức là cũng dạy hành thiền, cũng pháp môn tứ thiền xứ, cũng dạy y cứ trên tâm tạng kinh điển chú giải đàng hoàng, nhưng mà bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là tại sao chúng ta phải thọ bát quan trai, tại sao chúng ta phải ăn một ngày một buổi, cái đó thì đúng rồi, nhưng mà còn đi xa nữa, tại sao chúng ta tránh ăn thịt cá, tại sao chúng ta tránh ăn dầu mỡ, chúng ta tại sao phải tránh này tránh kia. Có những vị họ đặt vấn đề nghĩ là coi nặng lắm. Bên cạnh những cái hướng dẫn về nội tâm ấy, thì các vị coi nặng vấn đề ẩm thực. Rồi có vị thì coi nặng về vấn đề trú xứ, là mình phải sắp xếp cho ăn thế nào, cứ hãy gặp mặt như là cứ đem chị nó ra, chú ơi chú ở phải thông thoáng, phải có nắng, phải có gió, phải có thoáng khí, vân 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 vân. Thì như vậy mỗi vị có những cái thành tựu của riêng mình và cũng có những cái vấn đề của riêng mình. Thế là ở trong cái kỹ thuật, trong cái kỹ thuật hướng dẫn của vị thiền sư A làm sao mà giống vị thiền sư B, và cái hướng dẫn của vị thiền sư B làm sao mà giống cái hướng dẫn của vị thiền sư C, mà chúng ta có tới mấy chục mẫu tự cứ A B C D F, làm sao mà giống nhau được. Dạ. Nhưng mà khổ thay cái người đi học thiền ấy lại không để ý cái này, cứ thấy là ông thầy của mình hay hơn ông thầy kia. Rồi từ đó khi mà nói chuyện với học trò của vị kia đó, mình khó mà tìm thấy một cái nhịp cầu giao cảm đó, thông cảm, thỏa hiệp, rất là khó. Mà không có giao cảm, không có thỏa hiệp thì làm gì có cái tương nhượng, làm gì có cái sự cảm thông, làm gì có cái sự chia sẻ nha, rất là khó. Mà trong khi đó tất cả mọi thứ nó chỉ là biểu tượng thôi, nó chỉ là biểu tượng, chỉ là phương tiện thôi. Cách nào cũng được, miễn là cái tâm nó yên. Cách nào cũng được, miễn là có chánh niệm. Cách nào cũng được, miễn là chúng ta có cơ hội để nhìn ngắm cái danh sắc, cái năm quận, 12 xứ, 18 giới của mình. Cách nào cũng được, miễn là chúng ta nhìn vào được cái diện mục thật sự của mình. Cái gì là thiện ác, cái gì là buồn vui, cái gì là vô thường, khổ và vô ngã trong cái danh sắc này. Cái đó là cái quan trọng đó. Rồi ngay cả trong chuyện mình nghe Phật Pháp cũng vậy. Mình nói mình hợp với ông sư phụ này, mình hợp với sư phụ kia, nhưng mà hợp đây có nghĩa là cái cách nói của vị này, cái cách trình bày của vị này, cái cách suy nghĩ của vị này nó hợp với mình. Nhưng mà tất cả những gì mà mình nghe được, mình cảm được, mình thấy được từ vị đó, nó cũng chỉ là những biểu tượng thôi. Đây là chuyện rất là quan trọng. Và nhờ hiểu được cái này nè, để ý được cái này nè, lưu tâm được cái này nè, chúng ta thoát được một cái bệnh rất là quan trọng, đó là cái bệnh cố chấp, cái bệnh trường phái, cái bệnh phe đảng, cái bệnh phe đảng, bệnh rất là quan trọng. Và tôi nhắc lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, đó là không có một nguyên tắc nào trên đời này là tuyệt đối hết, mà tất cả chỉ là những giải pháp tạm thời thôi, thưa quý vị. Kể cả trong đạo lẫn ngoài đời, tất cả những vấn đề về văn hóa, về tôn giáo, về chính trị, về xã hội, về đạo đức, về tín ngưỡng cũng đều như vậy hết. Tất cả chỉ là những giải pháp mang cái tính tạm thời thôi. Tức là ngay cả Đức Phật của mình là bậc là vô thượng chánh đẳng chánh giác, là bậc nhất thiết trí, nhưng mà phải nói rằng là ngài cũng không có xem một nguyên tắc nào là tuyệt đối hết. Tức là tùy cái căn cơ của chúng sinh mà ngài nói. Và một vấn đề nó có tới vô số cách trình bày, chứ không phải chỉ có một. Chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, chúng ta đặt, chúng ta tưởng tượng, chúng ta giả định trước mặt mình có một cái tấm bản, còn một cái từ, một cái tấm bản đồ nha. Ở trên tấm bản đồ đó đó, thì chúng ta để một cái hộp me, hay là một cái viên sỏi, một cái hòn cùi nha. Chúng ta thử tưởng tượng đi, có bao để cái hòn sỏi hộp me đó trên giữa tờ giấy, thì chúng ta tưởng tượng có bao nhiêu hướng
có bao nhiêu con đường có thể dẫn đến hột mẹt, nó nhiều lắm, nó vô số. Trong cái 360 độ đó, chúng ta cứ tưởng tượng cái hột me nó nằm giữa cái tâm một hình tròn 360 độ, thì chúng ta có vô số cái hướng để tìm đến cái hột me đó. Thì cái chân lý cũng vậy, cái đạo giải thoát, cái cứu cánh, thậm chí cũng y chang như vậy. Nó có nhiều cái hướng đi vào, nó chỉ là cái nó cái đạo giải thoát nó chỉ là cái hột me nằm ở trong ở nằm nó nằm ở ngay cái tâm của một hình tròn 360 độ. Chúng ta có nhiều cách để đi vào, mà tại sao chúng ta phải tranh luận với nhau rằng là anh có đi con đường này nè mới gọi là chánh? Thì tôi nghĩ rằng là phải xác lại, miễn là cái con đường, miễn nó là con đường giải thoát, miễn là con đường nó mang cái tinh thần, mang cái ý nghĩa của Bát Chánh Đạo. Và tôi nói là 1 tỷ lần, cái Bát Chánh Đạo đây mà chúng ta ôm cái con số 8 là chúng ta chết. Chúng tôi biết hôm nay mà quý vị đem cái câu nói này mà mắc lại các vị trưởng lão đó, mắc không khéo đó thì cũng mệt lắm. Các vị nói là giáo viên không chống con số 8, đúng. Nói là chống cũng đúng lắm, mà phải nói là tôi xin nói rõ, ôm khư khư số 8 là chỉ cái chết chết thảm thôi. Là vì sao? Là vì có chỗ Đức Phật không nói con số 8, Ngài nói con số 7, đó là tên giác trì. Có chỗ Ngài nói con số 5 thôi, đó là tính tấn định định tuệ. Có chỗ Ngài nói chỗ Ngài nói chỉ nói tới 3 thôi, đó là giới định tuệ, tam học, là 3 cái vô lậu học. Có chỗ được Ngài chỉ nói có 2 thôi, đó là chỉ và quán. Ngài không hề nhắc tới giới, Ngài chỉ nói chỉ quán thôi. Nhưng mà mình phải hiểu ngầm, không có giới thì làm gì có chỉ, không có giới làm gì có quán. Không có tàm quý, không có từ tâm, không có nhẫn nhục, không có hành xả, không có trí tuệ thì làm gì có chỉ quán. Nhưng mà trong trường hợp nào đó thì cái đó có 2 thôi. Các vị có muốn biết tôi nói tôi dựa vào đâu? Dễ thôi, trong Tăng Chi Bộ đó. Này các tỳ kheo, ở đây có 2 việc mà vị tỳ kheo phải làm, phải thực hiện, đó là chỉ và quán hết. Chỉ vậy thôi. Dạ, chỉ vậy thôi. Các vị làm ơn dở là xem lại cái tâm chi bộ có như vậy hay không. Phần hai di đó, phần hai di có phải có cái câu đó, có cái câu kinh, bài kinh nó ngắn lắm. Này các vị kheo, ta nói rằng chỉ có 2 việc mà vị tỳ kheo phải dành trọn thời gian trong đời của mình để thực hiện, đó là chỉ và quán. À, điều đó có nghĩa rằng vì là cái con số 8 nó đâu mất chánh đạo đấy. Dạ, yeah. Tôi ví dụ như bây giờ tôi hỏi các vị trong rung, nếu mà các vị là một vị bác sĩ nha, một vị dược sĩ, một vị y tá, tôi hỏi thiệt là có khi đứng trước một cái câu hỏi làm sao mà có được sức khỏe tốt, thì tôi xin hỏi các vị để trả lời câu hỏi đó, nó có phải là có rất là nhiều cách hay không? Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi, làm sao mà có được sức khỏe tốt, nó nhiều lắm quý vị, nó nhiều lắm. Tôi ví dụ, tôi giả định thôi nha, tôi giả định. Tôi ví dụ sáng nay tôi nở hứng, tôi nói thuốc men cẩn thận, không có lợi dụng thuốc men nhé, thuốc men cẩn thận, ăn uống cẩn thận, cơ thể thường xuyên vận động nhé, cái tinh thần phải lạc quan hướng thượng, và cái chỗ ở phải có dưỡng khí, đừng có sống trong cái sự ô nhiễm đó. Sáng nay tôi nói như vậy, nhưng mà ngày mai tôi lại nói khác, miễn là cái tinh thần nó không khác biệt là được rồi nha. Như vậy thì cách đó nào cũng chỉ là biểu tượng một cái hệ thống tín ngưỡng, một cái hệ thống chính trị, một cái ý thức hệ, một cái quan điểm, một cái học thuyết, một cái chủ nghĩa nào đi nữa, nó chỉ là những biểu tượng. Mà mình sống mình chìm sâu vào trong đó, mình coi nó là tất cả thì là chết rồi. Tôi nhắc lại, mọi công thức, mọi nguyên tắc nó chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời thôi. Cái này quan trọng lắm. Chúng ta không thể là những người máy di động làm việc trong cái sự setup, sự sắp xếp, trong cái sự cài đặt của ai đó được, cái đó không được. Chúng ta phải còn cái đầu độc lập nha. Chúng ta không phải là những con thú nuôi, mình chỉ sinh hoạt theo cái đường hướng nhất định mà người chủ họ bày ra cho mình. Cứ sáng đi ăn, chiều vô chuồng, không được. Chúng ta không phải là một cái máy cassette, chúng ta không phải là một em bé, chúng ta không phải là một cái người bị Alzheimer, bị chứng lú lẫn của người già để cho y tá không muốn xếp ra họ xếp. Mà chúng ta là người được trưởng thành, một người thật sự bình tĩnh. Chúng ta không phải là một con chim nuôi trong lồng, một con cá nuôi trong chậu kiến. Mà chúng ta là một con người, chúng ta là một người trưởng thành, một người bình tĩnh, không có bị lú lẫn, còn nhớ rất là tốt, có khả năng suy tư độc lập. Thì tất cả những điều đó nó cho phép chúng ta có một cái nhìn độc lập. Mà giải thoát là gì? Trước khi mà chấm dứt phiền não, trước khi mà thoát khỏi cái sự sanh tử, thì cái giải sự giải thoát nằm ở chỗ là chúng ta có khả năng suy tư độc lập.
còn chưa có được cái thánh trí, chưa có chấm dứt phiền não, chưa có chấm dứt sinh tử, mà ngay ở trong cách nghĩ của mình, trong cái cách hiểu của mình, trong cái cách hành trì của mình mà chúng ta đã bị nhốt tù, đã bị giam hãm, thì giải thoát nó nằm ở đâu? Có một câu của ông Krishnamurti, tức là phải nhớ, phải thấy ra sự thật để được tự do. Cái câu đó rất quan trọng, phải thấy ra sự thật để được tự do. Chúng ta bị chốt tù là bởi vì chúng ta không thấy được sự thật. Mà khi không thấy được sự thật thì chúng ta rất dễ dàng bị nhốt, bị giam ở trong những cái chiếc lồng của những khái niệm mà người khác họ ban cho mình. Cho nên cái bài kinh biểu tượng chúng ta là kinh quan trọng, là quan trọng ở chỗ đó. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ ở ngoài đời nó cũng chỉ là những biểu tượng, và ngay cả những cái gì mà trong Phật pháp cũng chỉ là biểu tượng, mà cái quan trọng nhất là cái biểu tượng đó nó tượng trưng cho cái gì và nó dắt chúng ta đi về đâu, và cái cách đón nhận của chúng ta với những đối với những biểu tượng đó nó như thế nào. Chúng ta nói 1 tỷ lần, đó là tùy vào cái não trạng của mình, tùy vào cái hành trang của mình, tùy vào cái khả năng nhận thức, cái khả năng đón nhận, cái khả năng tiêu hóa của mình mà chúng ta chấp nhận những biểu tượng đó theo cái kiểu nào. Thì cái đây là việc rất là quan trọng. Và hãy nhớ rằng trong từng ngày, trong từng giờ, cái chuyện mà chúng ta suy tư, cái chuyện mà chúng ta hành trì thiền quán, thiền chỉ, cái chuyện mà chúng ta xem kinh đọc sách, cái chuyện mà chúng ta tiếp xúc tăng ni cư sĩ để mà nghe giảng, để mà học hỏi, thì tất cả những cái giờ phút đó nó chính là những giờ phút mà chúng ta tăng cường thêm cái khả năng nhận thức của mình. Chỉ vậy thôi, chứ đừng cứ nghĩ là chúng ta đang thu gom kiến thức, đang thu gom chân lý như vậy kẹt lắm. Mà chúng ta chỉ nên tâm niệm rằng tôi đang tăng cường cái khả năng tiêu hóa Phật pháp, cái khả năng nhận thức về cuộc đời thôi. Thì chúng ta đang làm cái chuyện đó, chuẩn bị cho những nhận thức, chuẩn bị cho những nhận thức, chuẩn bị cho những cái sự tiêu hóa. Cái gì đó rất quan trọng. Một người mà cái bao tử có vấn đề thì coi như các vị biết mà, ăn uống không có tiêu, mà khi không tiêu nó dẫn đến 1 tỷ vấn đề nha. Rồi chưa kể là cái gan của mình, cái mật của mình nó có vấn đề nhé, cái thận của mình có vấn đề. Cái thận có vấn đề là có những cái uống nước nó cũng mệt, mà cái gan, cái mật, cái bao tử của mình có vấn đề thì coi như cái chuyện ăn uống nó rất là khó khăn ghê lắm nha, khó khăn ghê lắm. Cho nên ấy, tất cả những kiến thức của mình, những cái kiểu sống của mình, cái cách sinh hoạt, cái cách hành trì của mình, nó chính là những cái sự chuẩn bị, chỉ là những sự chuẩn bị cho cái khả năng tiêu hóa của mình mà thôi. Tại sao có người đó thì họ ăn như mình nhưng mà họ bị tiểu đường mà mình thì không bị, rồi có người ăn y chang như mình mà họ không bị cao máu, còn mình bị cao máu. Mình ăn có chút xíu đồ mặn vô là máu nó lên vun vút, mình ăn có một cái xíu chè vô là đường nó lên vun vút. Đó. Rồi tại sao mình có ăn một chút xíu nước cốt dừa mà tại sao mình cholesterol nó cao vun vút, là tại sao? Là vì cái cơ thể của mình nha. Có biết bao nhiêu người không biết chữ nha, không hề luyện tập một cái gì đặc biệt hết, sống 90 tuổi không biết cao máu, không biết dư mỡ dư đường là gì hết. Bây giờ nếu dư là sao họ làm sao họ lết đến 90 tuổi, trong khi đó có những người giỏi biết là bao nhiêu, cái gì cũng biết ấy, vậy mà cứ ăn như một chút là nó dư cái này, ăn như một chút là nó dư cái kia, và cuối cùng là bốn mấy tuổi đi đi sớm. Là tại sao? Là vì cái cơ thể của họ, cái khả năng đón nhận của họ nó có vấn đề. Nó có vấn đề, cũng ăn như người ta vậy đó. Nhưng mà nó đi vào, nó sàn, nó lắc như thế nào đó, mà cuối cùng là đi sớm. Mình cũng vậy đó. Cho nên chúng ta làm ơn nhớ rằng là cái cách đón nhận, cách đón nhận những cái nguyên tắc, những cái công thức chính trị, văn hóa, tôn giáo rất là quan trọng. Và làm ơn nhớ rằng tất cả chỉ là những chiếc bè qua sông mà thôi, chỉ là những ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Tất cả chỉ là những tấm bản đồ mà thôi. Mà bản đồ là sao? Nó là bằng giấy, những đường xá trong đó nó được kẻ bằng mực nha. Do đó cái tờ giấy đó bản thân nó không phải là cái khu rừng mà mình muốn đi, bản thân nó không phải là cái con đường mà mình muốn đi. Cái con đường thật sự là cái con đường mà nó có thể có mưa có nắng, con đường mà mình có thể đặt chân trên đó. Còn cái tấm bản đồ đó chỉ là một cái tờ giấy thôi. Chúng ta không nên xem bản đồ là con đường, bản đồ là cái chỗ đến, bản đồ là cái khu rừng, bản đồ là cái sa mạc, không phải. Nó chỉ là cái phương tiện để chúng ta đi băng qua đó, hoặc để đi xuyên qua đó, hoặc để đi vào trong đó. Chỉ vậy thôi. Là mình nhớ tấm bản đồ nó không phải là chỗ đến, bản thân tấm bản đồ nó không phải là con đường,
chúng ta đặt cái chiếc giày lên đó coi có được hay không. Không, không ai đi lấy chiếc giày mình đặt lên tấm bản đồ hết, mình đặt lên con đường mà mình phải đi, và con đường đó nó được mô tả, nó được khắc họa trên tấm bản đồ. Làm ơn nhớ được cái đó nha. Và tôi nhắc lại 1 tỷ lần, đó chính là cái khả năng nhận thức của mình rất là quan trọng, cái cách thức tiêu hóa của mình rất là quan trọng, quan trọng ghê lắm, quan trọng ghê lắm. Tại sao biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chàng trai đi ngang cái cô gái đó mà tâm thương mà lại mình lại thương? Bởi vì cái nhận thức của mình, cái cách đón nhận của mình. Rồi biết bao nhiêu người đi ngang cái món hàng đó tại sao ta không dừng lại mà cái người kia họ lại dừng lại? Bởi vì họ cái não trạng của họ, cái tâm trạng của họ nó ra làm sao đó, tự nhiên họ thấy có đồ họ thích, nó lạ như vậy. Tôi biết có nhiều người vui lắm, họ nói họ rất là muốn món đồ, họ rất thích cái món đồ đó, mà tại cái màu họ không thích. Có người họ nói, có người đi chung chung với tôi nó thích túi nó đẹp quá, túi đẹp quá, những cái vải nó không vừa ý. Thí dụ như vậy, các vị thấy không, chỉ là một cái túi thôi, chỉ là một cái túi mà A đó thì nhắm đến cái màu, mà B đó thì nhắm đến cái chất liệu vải. Thế là cách đón nhận của hai người trước cái túi đó đó không giống nhau, và từ đó nó dẫn đến quyết định của người, của hai người cũng không giống nhau. Có một người muốn mua, có người không muốn mua, có người thì do dự nửa muốn mua và nửa không muốn mua. Chỉ là một cái túi thôi, chỉ là một cái túi thôi, mà cái cách đón nhận, cái góc độ nhìn ngắm của ba người thì không giống nhau. Nó mới dẫn đến ba cái thái độ khác nhau, đó là một người muốn mua, một người không muốn mua và một người mix cả hai người kia. Có nghĩa là nửa muốn và nửa không. Vấn đề đó là chỗ đó. Thì cái vấn đề Phật pháp của y chang như vậy đó, cái cách đón nhận của mình thôi, cách đón nhận của mình thôi. Có người thì họ đến với Phật pháp qua một cái buổi giảng nào đó, mà cái buổi giảng đó phải do cái ông thầy nào đó. Đó. Rồi có người họ đến Phật pháp là qua một cái trang kinh, một cái bài kinh mà họ đọc được ở đâu đó, chứ không phải là bài kinh khác. Họ đọc tất cả là 3000 trang, là chỉ có cái trang thứ 3001 đó, đó nó mới chạm được cái đáy lòng, cái chỗ sâu nhất của cái tâm tư, tâm can, tâm cảm của họ mà thôi. Là vì sao? Là vì nó ứng với những gì mà họ đã chuẩn bị sẵn. Này, mà vì sao như vậy? Đó là cách đón nhận biểu tượng. Đó là cách đón nhận biểu tượng. Mỗi người có cái cách, mỗi người có một cánh cổng, có một cái cánh cửa thích hợp để mà mình bước vào cái chân lý. Chỉ vậy thôi. Và nên nhớ rằng cái cánh cổng của chiếc cổng của mình nó chỉ là 1 trong 1001 chiếc cổng mà thôi. Làm ơn nhớ những cái điểm này rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Cho nên trường bộ, trung bộ, tăng duy tương, tứ bộ chỉ là những cánh cổng, và từng bài kinh trong đó chỉ là những chiếc cổng. Các vị tưởng tượng chỉ riêng tương ương bộ kinh nó có 7700 mấy chục cái cổng, tăng duy bộ kinh nó có 9000 mấy trăm cái cổng. Mỗi người có cái chiếc cổng để đi vào cái Phật pháp nha. Nó nhiều lắm, chỉ riêng tăng chi là 9000 mấy, mà tương ưng đó là 7000 mấy, trung bộ là 152, trường bộ là 34, rất là nhiều. Còn tiểu bộ thì kể không xiết nha, kể không xiết. Rồi chưa kể là mỗi bài kinh mà được trình bày bởi một vị sư thì nó lại là một cách cổng khác, chứ không phải là một bài kinh một cách cổng đâu, chưa hết. Rồi mỗi bài, một bài kinh được đọc trong một thời điểm nào cách đây 18 năm 7 tháng về trước, cũng bài kinh đó mà mình không có hiểu như là bây giờ nha. 18 năm 7 tháng về trước cũng bài kinh đó mà mình không có hiểu như bây giờ, mình không có thấm thiết như là bây giờ, mình không có tâm đắc như là bây giờ. Là vì sao? Là vì cái não trạng, cái tâm trạng của mình nó đã khác rồi. Đời là một vùng chạy, và cái gì cũng chỉ là những giải pháp tạm thời mà thôi. Đó chính là tất cả những gì mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu tâm và để ý khi nói đến chữ biểu tượng cho Phật pháp. Và nó rộng hơn là từ đó nó cũng dẫn đến những gợi ý quan trọng về cái nhận thức của mình trong tất cả các vấn đề, các lĩnh vực tôn giáo, văn hóa, chính trị, là thấy điều như vậy hết. Khư khư ôm tới một thứ thì coi như mình là người máy. Khư khư ôm một thứ cho đây là chân lý tuyệt đối, không dám nghi ngờ con đường dưới chân của mình, thì như vậy rõ ràng chúng ta là chim lòng cá chậu. Mà thử hỏi có đáng như vậy không? Kiếp người là bao nhiêu mà đem vùi đầu ở trong một cái thứ chân lý ảo vọng, một cái thứ học thuyết, một thứ chủ nghĩa mà do người khác áp đặt cho mình, có nên không, có đáng không? Trời đất bao la, hai chân đi đâu cũng được, mà cái chứng gì mà đưa vào cái cầm để cho người ta xiềng, người ta cọt, có đáng không? Tại sao để cho người ta bịt mắt mình?
Cái mỗi lần tôi ở bên Việt Nam mà tôi nhìn thấy con ngựa đó mà bị người ta lấy hai cái miếng da là che hai bên mắt để cho nó nhìn thẳng về phía trước, không để cho nó nhìn ngang ngang liếc xéo, tôi khó chịu lắm. Tôi thấy nó bị bắt, nó bị gài, bị gài vô trong cái chiếc xe rồi, tôi thấy khó chịu rồi. Mà tôi còn thấy nó bị che con mắt nữa. Mà có rất là nhiều người thấy con ngựa như vậy thấy thương đó, nhưng mà họ đâu nghĩ rằng chính bản thân họ cũng y chang như vậy, mà họ không biết tự thương, chỉ vậy thôi, y chang như vậy thôi. Đã bị cột vô trong chiếc xe là coi như không có đi đứng như ý rồi, mà còn bị người ta áp đặt, cài đặt, sắp xếp mọi thứ, cái tầm nhìn của mình cũng bị hạn chế và giới hạn do cái ý muốn người ta, thì thấy khổ quá, không dám nghi ngờ, không dám nghi ngờ, không dám nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước. Thì cái đó cái số phận thôi, cũng sẽ lên ra ra về đất, cá thì đậu trung tâm dưới nước, chim thì thanh thản thoải mái bay lên trời, còn riêng mình thì mình đút cái đầu vô trong cái lồng, cái chậu mình ở, thì cái đó là cái phận riêng của mình ráng chịu nhé. Tôi nhớ tôi còn đại khái như vậy. Ok, có dịp mà để lại tôi còn còn một tỷ chuyện để nói thôi, chỉ như bữa nay chỉ nhớ bao nhiêu đó thì nói bao nhiêu đó thôi. Bây giờ các vị cho tôi xin bài kinh tiếp theo nhé, bài kinh tiếp theo là kinh gì quên mất rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh tài sản, dạ đây, bài kinh tài sản. Cho tôi xin bài kinh tài sản. Cái bài kinh này nó có một cái duyên khởi rất là tôn giáo, nó rất là nội bộ. Là tại sao nó tôn giáo, nó nội bộ, tại sao chúng tôi nói như vậy? Gọi là tôn giáo thì có nghĩa là cái duyên khởi bài kinh này nó không có dễ chấp nhận, bởi vì nó hơi cổ tích, nó hơi hoang đường nếu mà nói nhìn nếu mà nhìn ở ngoài đời đó. Còn nội bộ đó nghĩa là chỉ có tăng ni phật tử thì mới ok, chứ còn người ngoài hôm nay mà trong room mà có người nào chưa từng biết qua Phật pháp đó, thì hơi khó ha. Cái duyên khởi bài kinh như thế này là đức Phật của mình đó, là đức Phật Gautama hay là đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chỉ là một trong vô số những vị Phật đã, đang và sẽ xuất hiện trong cái thế gian này. Mà Phật là sao? Đây tôi hơi lạc đề một chút. Trước đây từ vô số kiếp này cũng y chang như mình vậy đó, không có khác gì mình hết. Rồi có một ngày nhận ra rằng đời sống nó là một biển khổ, mà mình khổ người khác cũng khổ, rồi thế là ngày đi đến một cái suy nghĩ rằng thì là ở trên đời cái gì nó cũng có hai mặt hết, có sáng thì có tối, có đen có trắng, có cao có thấp, mập ốm, có vui có khổ, có khóc có cười, có ràng buộc và có tháo cởi. Như vậy có nghĩa là rằng là hễ có cái sự sanh tử thì phải có sự không sanh tử, hễ có sự trầm luân thì phải có cái gì đó nó đối lập lại với trầm luân. Thế là Ngài làm các hạnh lành với một tâm nguyện là nếu quả thật có một cái cứu cánh như vậy đó, thì với những hạnh lành này nè, sẽ có một ngày ta tìm ra được cái con đường để bản thân mình thoát khổ và giúp được người khác cũng thoát khổ. Thì kể từ lúc sơ phát tâm như vậy đó, được gọi là Bồ Đề Tâm của một vị Bồ Tát. Đấy. Và cứ như vậy quân tập các cái hạnh lành. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng trong một tỷ hàng tỷ 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 người thì mới có một người mới có được suy nghĩ như vậy.
Và trong hàng tỷ người có suy nghĩ như vậy rằng thì chỉ có một người đi hết cái hành trình, đi hết cái tâm nguyện của mình, thực hiện được trọn vẹn tâm nguyện của mình để trở thành một vị Phật. Cho nên trong kinh nói lâu lắm mới có một vị Phật ra đời. Tuy nhiên vì cái dòng luân hồi là vô thủy vô chung, cho nên đã có vô số đức Phật ra đời và cái sống hết cái tuổi thọ của mình, thì từ đó ra đi vĩnh viễn không quay lại nữa. Khi đủ duyên thì còn sinh tử, khi duyên sinh tử hết rồi thì giống ngọn đèn hết dầu, tim nó lụng thì nó tắt, chỉ vậy thôi. Ở bên Nam Tông kinh điển nguyên thủy thì không nói đến chuyện Phật quốc, không có chuyện mà dùng cái ứng thân rồi cái báo thân mà để xuống hoằng pháp cho thị hiện đảng sanh, thị hiện thành đạo, thị hiện niết bàn, xong rồi trở về cái cõi Phật của mình tiếp tục sống đời đời cho nó, không có. Mà bên này chỉ nói rằng trước khi thành Phật thì vị nào cũng như bao vị nào cũng như vị nào cũng là một phàm phu rất là tầm thường, chỉ vì có cái đại nguyện rồi làm các cái hạnh lành gọi là ba la mật, để khi mà duyên duyên nó thành tựu thì chứng quả, rồi sống hết cái tuổi thọ rồi thì từ đó ra đi, như vậy thôi. Thì Đức Phật mình là một trong vô số những vị Phật đã đang và sẽ xuất hiện trên thế gian này theo cái cách mà tôi vừa nói nha. Thì trước khi mà ngài trước đi, ngài ngài là vị Phật hiện tại, thì quá khứ cũng có nhiều vị Phật lắm và tương lai cũng có vô số nha. Tôi không hiểu vì sao mà có rất là nhiều vị, trong đó có cả Hòa Thượng Trí Quang. Hòa Thượng lại nói thế này: Nam Tông chỉ chấp nhận một vị Phật là Thích Ca Mâu Ni thôi. Đó là cách nói rất là dễ gây hiểu lầm. Mà phải nói thế này là trong Nam Tông, cái điểm Nam Tông nghĩa là ngay bây giờ, trong cái vũ trụ này, ngay bây giờ nha, mà trong vũ trụ này, chứ không phải là ở vũ trụ khác hoặc là ở một thời điểm khác, không có nói, mà chỉ trong vũ trụ này và thời điểm này nè, thì chỉ có cái giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đúng. Còn đằng này mà tự nói trong cái lời tựa của kinh Pháp Cú thì để là Nam Tông thì chỉ tin một vị Phật thôi. Đây là một cách nói rất là dễ gây hiểu lầm cho người khác nha. Thì trước Đức Phật mình ấy thì có vô số Phật, mà cái vị gần nhất là Phật Ca Diếp. Tôi đi một vòng để rồi tôi mới trở lại cái bài kinh này vậy nè. Thì có một vị Phật là Phật Ca Diếp, tiếng Pali kêu là Kassapa. Thì trong cái thời giáo pháp của vị này nè, lúc Đức Phật Ca Diếp còn tại thế chưa niết bàn, thì có hai vợ chồng, có một cặp dạ xoa. Hồi nãy tôi có nói đó, tôi nói cái duyên khởi bậc kinh này nó hơi kỳ, là bởi vì mình không phải là Phật tử thì mình khó chấp nhận. Dạ xoa đây tức là một loại chúng sinh mà mình gọi là quỷ đó. Bây giờ so chúng ta biết rằng trong cõi dục, trong cái tầng dục giới nó có nhiều cõi, cái cõi thấp nhất là các cõi địa ngục, rồi lên chút là cõi người, lên chút nữa là tứ thiên vương, rồi lên nữa là đau lợi dạ ma đấu xuất, rồi cái gì nữa hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Thì cái dạ so này nó thuộc về cái thế giới tứ đại thiên vương, nó nằm ở trong cái quyền chủ quản của, nằm dưới cái quyền chủ quản của một thiên vương nào đó trong bốn thiên vương. Chẳng hạn như ngay thời điểm này nè, ngay bây giờ nè, ngay thời này hả, chủ quản dạ xoa là thiên vương chi Vissavana, tào âm là Tỳ Sa Môn. Nhưng mà ở một cái thời khác thì sẽ có vị khác nha. Giống như bây giờ mình thấy bên biển mà được ông khác lên, chứ không phải là đời đời kiếp kiếp là cứ Obama hoài, là không phải nha. Đế thích cũng vậy, đế thích là hết vị này đến vị khác, chứ không phải chỉ có một vị đó ở hoài đó, không phải. Thì cái dạ so nó là một trong những cái hạng chúng sinh ở trên cõi tứ thiên vương ấy. Dạ so thì cũng có nhiều loại,
có lợi hiền, nó có thức ăn thức uống y phục trú xứ, nó xuất hiện theo cái phước muốn là có, nhưng mà nó còn có loại dạ xoa thứ hai đó, là do cái tánh tình hung dữ và lại thiếu phước. Nó thiếu thì cũng chưa có hẳn, nhưng mà do cái gây cái kiếp đó thôi, thì chỉ được là cái hạn đó thôi, là sống nó ăn, nó sống một cách là nó ăn thịt của chúng sanh khác. Sống giống như mình mà mình ăn cá ăn cua ăn thịt vậy đó, ăn heo ăn bò ăn cừu ăn dê đó, thì họ cũng vậy. Thì có một cái cặp vợ chồng nhỏ xoa đi vào lễ Phật Ca Diếp và học đạo, họ hỏi đạo nghề và ngài trả lời xong xuôi rồi thì họ về họ mới chép cái lời, chép cái câu hỏi và chép cái câu trả lời nó vô trong những cái tấm những cái miếng vàng lá đó để mà thờ, nghe, để mà thờ. Thì họ có một người con tên là Alavaka, Alavaka trong kinh nói dạ xoa sống rất là lâu, cho nên cha mẹ của Alavaka thì gặp được Phật Phật Ca Diếp, sau đó họ chết hết thì chỉ còn Alavaka. Thì Alavaka lại là cũng là dạ xoa dĩ nhiên rồi, thì lại gặp được Đức Phật của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và dạ xoa Alavaka đã đem những câu hỏi đó hỏi Đức Phật như là một cách thử, bởi vì nếu ngài đúng là thứ thiệt á thì ngài sẽ biết cách trả lời giống như là những câu trả lời của cha mẹ mình ngày xưa đã biết đó. Cái duyên khởi bằng kinh này là như vậy đó nha, cái duyên khởi thì dĩ nhiên là nãy tôi có nói cái duyên khởi bài kinh này nè, thì nó hơi tôn giáo một chút, nó hơi nội bộ một chút, có nghĩa là người ngoài thì khó chấp nhận. Đúng ra thì tôi cũng do dự, tôi không muốn nói rõ, tôi không muốn nói rõ duyên sự mình chi, bởi vì có những người họ không có quen á, không có quen. Ví dụ như mình như bản thân tôi, các vị có biết là tôi rất là có cảm tình với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, François Xavier Nguyễn Văn Thuận, biết ngài qua video thôi. Nhưng mà do tình cờ hồi xưa tôi ở Houston á, thì đi nhà sách thấy có người băng giảng thì ngộ ngộ được mượn, thì mình mua về mình nghe nghe cái bên bản họ nói cái gì, thì tôi đặc biệt tôi có cảm tình, có cảm tình. Nhưng mà có một điều tôi chỉ khi mà nghe linh mục nghe Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nghe mắc rồi mắc bị ung thư, thì ngày nghe ngài nói riêng và những người linh mục khác nói chung là giảng, thì tôi hơi khó chịu một chỗ đó là họ trí thức lắm, họ được đào tạo bài bản hơn là tu sĩ Phật giáo của mình nhiều lắm, mà có những cái đoạn thánh kinh mà lẽ ra được diễn dịch mà nó thoải mái một chút đó, thì nó hay biết là bao nhiêu, mà đằng này là họ nói gì thì nói cứ mở miệng ra cái là Chúa, tức là họ nói cái gì nói cuối cùng cũng quay lại Chúa, từ đó làm cho tôi nản. Cũng giống như mình thấy có những cái vấn đề thì chẳng hạn như là xưa ở trong nước tôi biết là trong cái quyển sách học văn lớp 10 của Việt Nam ấy, là Đỗ Phủ, nhà thơ Đỗ Phủ là một thi hào của Trung Quốc đời Đường, thì ổng là người người nghèo, ổng cũng thương người nghèo, ổng làm thơ, làm thơ nói về cảnh nghèo, nhưng mà khi mà qua các đồng chí mình là diễn dịch là họ nói rằng trong cái tư tưởng của quyền của Đỗ Phủ là đã có cái tư tưởng tiến bộ, tôi thấy cái tiến bộ là tôi chịu nổi rồi, có cái tư tưởng tiến bộ, có cái dấu hiệu của cái tinh thần đấu tranh giai cấp vậy, cho nên là Đỗ Phủ đã đứng về phía người nghèo, là gọi là Đỗ Đỗ Phủ gọi là cái là nói chung họ nói một hồi tôi tưởng Đỗ Đỗ Phủ là chắc học trong cái trường trường đảng Nguyễn Ái Quốc gọi là hoàng phố của Trung Quốc đi ra hay sao đó. Nó nản cho ta đó, tức là chưa trong như thơ Đỗ Phủ mới hay biết bao nhiêu mà cứ diễn dịch theo kiểu được cũng hơi mệt nha. Chỗ đây cũng vậy, cứ là vô trong đạo mình nghe những cái tinh thần của đạo, nghe giáo lý thôi, chứ còn nghe cái gì mà nó chuyên môn quá đó, cũng hơi nản. Ok, chuyện nhỏ bỏ qua. Thì cái duyên khởi của bài kinh này là tài sản gì ở đời được xem là số 1. Kinh xù thế, kinh xù cộng ý thác là kinh xù thác, quyết tăng cú sát sát thăng. Ở đời này cái tài sản gì là quý nhất?
kinh xuất xuất trình nô xuất cái ma và hạt tiết. Cái chữ xuất trình ná đây nè, ngày Minh Châu chỉ là sẽ hành trì, nhưng mà khổ chỗ là cái chữ này nè nó còn có một nghĩa nữa, đó là cái sự tích cóp, cái sự thu gom. Cái chữ xuất trình ná này có nghĩa là sự tích cóp hoặc là sự thu gom. Nó khổ như vậy đó, nó còn có nghĩa nữa, giống như mình đi ve chai đó, cái đi ve chai là mấy người ve chai đồ sida rồi đó, thì mình đi gom, mình thu gom gọi là xuất trình đấy. Nó có cái động từ là a chín nè tí, có nghĩa là nó từ động từ đó là thu gom, là lụm lặt, là nhặt, là lụm là lặt, lụm lặt hay là nhặt lên. Thì mình ở đời này cái sự thu gom nào, sự thu gom nào mà nó đem lại cho mình sự an lạc xuất khăn, là an lạc a của hai tí là đem lại ha. Rồi mà cái chữ đó nó có nhiều nghĩa, một là sự thu gom, hai là sự... ở đây đó thì mình hiểu theo cái nghĩa là sự thực hành. Mà thực hành là gì? Sự thực hành ở đây nó cũng có nghĩa là cái sự tích cóp, sự tích cóp từng ngày như vậy. Rồi cái thứ ba đó là cái vị ngọt gì, cái sa đú đây là vị ngọt, nhưng mà nó cũng còn nghĩa là cái vị ngon. Ngon tiếng Việt Nam có chữ ngon ngọt đó, ngon ngọt đó. cái nghĩa hẹp đó là ngọt, nhưng mà nghĩa rộng nó là ngon, cái vị ngon, good taste là vị ngon, sa đú vị ngon. Chứ còn mà chỉ là ngọt không thì hơi hẹp, về cái ngon trên đời này nó không phải chỉ có cái ngọt không. Cái vị ngon nhất trên đời là cái gì? Và cái thứ tư là đời sống như thế nào được xem là đời sống số 1. Cái câu hỏi này nè, tôi nhắc lại một tỷ lần, bốn cái câu này nè ở một cái hoàn cảnh khác thì sẽ được trả lời khác, chứ không phải chỉ có mấy cái này nha. Chúng tôi nhắc lại như vậy, nhưng mà tùy vào cái căn cơ của người đối diện mà Đức Phật Ca Diếp ngài đã trả lời như vậy đó. Và khi mà A La Quán Cá đem hỏi là Đức Phật Minh ấy, thì ngài biết là giả sao A La Quán Cá đang rất muốn thử coi ngài có nói đúng cái câu trả lời ngày xưa hay không. Cho nên Đức Thế Tôn một lần nữa ngài nhắc lại cái câu trả lời của Đức Phật Ca Diếp, nhớ nha. Chứ còn cũng bốn câu này, nhưng mà nếu ở một trường hợp khác, thời điểm khác, đối tượng khác, thì chắc chắn là Đức Phật của mình ngài sẽ có một tỷ cái cách trả lời khác, chứ không phải là chỉ khư bốn cái câu trả lời này nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó, cái này quan trọng ạ, cái này rất là quan trọng. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là ở đời này nè, cái niềm tin ấy nó là cái tài sản lớn nhất. Niềm tin nó là tài sản lớn nhất. Là vì sao? Là vì chúng ta thấy rằng không có niềm tin thì không có làm ăn được gì hết. Một cái chuyện nhỏ xíu thôi, chuyện nhỏ xíu thôi, mình biết chắc rằng bữa nay nè, mình ra chợ sáng nay nè, bây giờ là 8 giờ rưỡi nha, mình biết mình ra chợ thế nào mình cũng mua được cái này cái kia để về mình nấu. Mình phải có niềm tin như vậy mình mới đi nha. Chứ có ai mà xách cái giỏ đi vô trong rừng bao giờ nha. Đi vô rừng hy vọng là trong đó biết đâu có người đem bán hàng ở trong đó, rồi mình vô mình mua rồi mình đem về nấu ăn, chỉ chắc cũng có rồi. Không ai mà xách cái giỏ đi chợ mà đi vào bước vào trong rừng để đi kiếm hàng hóa để mua hết, chỉ không có. Không ai như vậy hết, chỉ có khùng thôi nha. Mình đi chợ là mình phải đi về cái chỗ mà nào mà mình tin là có bán hàng, dù đó là chỉ là chợ phiên, họ chỉ nhóm họp trong một vài giờ đồng hồ rồi họ dẹp. Ít ra là vậy, ít ra mình phải có một niềm tin chỗ mà mình sẽ đến mà có đồ để mình mua mình mới đi chứ nha. Cho nên cái chỉ là cái chuyện đi chợ thôi của đàn bà, của phụ nữ thôi, mà nó không có niềm tin thì cũng không có thực hiện được. Cho nên mọi sự ở đời này nó được khởi đi từ cái niềm tin. Không có niềm tin thì làm ăn gì được nha. Không có niềm tin thì không làm ăn gì được hết, phải có niềm tin. Cho nên đó là lý do tại sao mà trong trường hợp này niềm tin được gọi là tài sản số 1, tài sản số 1. Rồi thứ hai đó là cái sự tích lũy gì hay là cái sự hành trì như thế nào mà đem lại sự an lạc, thì chúng ta thấy rồi, cái chữ pháp. Pháp và có một điều trong chú giải nói rõ đó, chữ pháp ở đây đó, chữ pháp ở đây nó tượng trưng cho cái gì?
Chữ pháp ở đây nó tượng trưng cho thập thiện nha. Tham mô là pháp, ở đây ám chỉ cho thập thiện. Khổ vậy đó. Thập thiện ở đây là gì? Thập thiện ở đây là tiếng Bali là cái gì đây? Đây là đầy đắc sát. Đây đa sa cú sa la cầm bát thổ là thập thiện nghiệp, gồm có ở đây ai kể ra giùm tôi được không, các vị trong đây kể ra giùm được không, thập thiện nghiệp là cái chi? Nếu mà dịch cho đủ là thập thiện nghiệp đạo, cầm má là nghiệp nhé, bát thổ là con đường là đạo đó, là thập nghiệp đạo, thập thiện nghiệp đạo. Còn mình gọi tắt là thập thiện nha. Cả một rừng người mà không có ai ghi giùm tôi được 10 cái đó hay sao? Hay là bắt tôi phải ghi ra bố thí nha, trì giới, rồi tham, tham thiền nha, cung kính, phục vụ, thánh pháp, thuyết pháp, hồi hướng và điều chỉnh tri kiến. Có không? Là bạn viết lại giùm nha. Là bố thí nè, là trì giới nè, nhé. Rồi hành thiền nè, nhé, hành thiền. Hành thiền thì có thể là theo dõi hơi thở, hoặc là niệm Phật, hoặc là quán bất tịnh, hay là quán từ tâm, từ bi quán, nhé. Rồi cung kính, rồi phục vụ. Cái cung kính này quan trọng lắm. Phục vụ. Mấy cái này nghe nó thường, nhưng mà sống trọn cái này cũng đẹp. Cung kính nó nghĩa là sống ở đời phải biết trên đầu mình có ai, có nhiều cái hạng để mình tôn kính. Một là tôn kính người tuổi tác, tôn kính về đức hạnh của người ta. Rồi phục vụ có nghĩa là mình sống ở đời mình phải biết động tay động chân để giúp người khác, chứ không phải là cái gì cũng chỉ biết có vợ mình, chồng mình, cha mẹ, con cái của người thân, bạn bè của mình, còn ngoài ra thì không biết ai hết cảnh được. Sống phải có cái phục vụ. Bố thí với tâm thiện cũng kính phục vụ. Thuyết pháp, thính pháp, hồi hướng, tùy hỷ. Để có cái hồi hướng, biết hồi hướng là biết tùy hỷ. Rồi điều chỉnh tri kiến. Điều chỉnh tri kiến. Có điều cái thính pháp là có dịp mà nghe được điều hay lẽ phải thì bèn lắng tai nghe. Còn thuyết pháp là hãy có điều kiện mà chia sẻ cái biết của mình về giáo lý cho người khác thì mình lập tức không từ nan. Đấy. Đó. Bởi vì trong kinh nói thế này, dầu có đãi ăn cả cái hành tinh này thì xét trên cái ý nghĩa giải thoát vẫn không bằng mình nói ra một bài kệ 4 câu mà có cái nội dung hướng dẫn tu hành, thì nó còn cái công đức, nếu mà nói về khía cạnh giải thoát thì công đức nó còn lớn hơn là mình đãi ăn cả cái hành tinh này. Này chỉ nó quan trọng như vậy đó. Bởi vì mình cứ tưởng tượng thì mình mới ớn, là cứ đời đời cứ sa đọa làm trùng làm dế, làm trùng làm dế. Mình nhờ cái câu kệ đó mà mình nghiệp biết ra được cái hướng mình phải đi là cái gì, thì cái câu kệ đó nó quan trọng dữ lắm. Còn chỉ mình đãi ăn cả cái hành tinh này thấy ghê thiệt, thấy quanh trác thiệt, nhưng mà rồi thì sao? Bữa ăn chỉ là bữa ăn thôi, và chỉ vậy thôi, không gì hơn nữa nha. Cho nên cái thuyết pháp này là ý nghĩa cho đó. Còn cái tùy hỷ là sao? Là thấy người ta được cái quả vui thì mình cũng vui, mà thấy người ta tạo được cái nhân vui thì mình cũng vui, thì được gọi là tùy hỷ nha. Tùy hỷ là cái này không có ganh tị, cái là thấy người ta được cái gì mà hay, đẹp, tốt thì mình cũng mừng giùm người ta, thì đó gọi là tùy hỷ. Còn cái điều chỉnh tri kiến là sao? Có nghĩa là cứ học hoài, học nữa, học mãi để cho cái biết của mình nó thấp nó được cao hơn, nó hẹp nó được rộng hơn, vậy nó cạn nó được sâu hơn, nó tầm bậy thì nó được chính xác hơn, thì đó được gọi là điều chỉnh tri kiến nha. Điều chỉnh tri kiến thì 10 cái này được gọi chung là thập thiện nghiệp. Thì trong bài kệ này thôi, chữ pháp trong bài kệ này nè, nó ám chỉ cho 10 cái này nha.
Còn những pháp mà trong một trường hợp khác thì nó sẽ hiểu khác. Mà tại sao mà có cái lời ghi chú cắt kế này, là vì các vị A-la-hán cũng căn cứ với cái biết của các ngài đó. Các ngài biết cái chỗ này phải hiểu như vậy, ở chỗ khác phải hiểu chỗ khác, chứ không ai mà tự biên tự diễn như mình nghĩ nha. Rồi tiếp theo là cái sự khéo hành trì chánh pháp đó, thì nó dẫn tới sự an lạc. Thứ ba là cái sự thật á, là đây, trong đây mới nói thế này: lô cát minh lô nam bi la năng sắc và đạo sa năng sắc cha mi và ma thu ma tu ra ta rằng cái chữ lô nó bi la bi năng lô nó là muối, mà bi la là giấm à. Rồi cái a đi là vân vân, các bà con còn nhớ chữ này không? Tức là lô nam bi la bi năng sắc Parasa năng là tất cả các vị hương vị trên đời như là giấm muối vân vân. Trong tất cả các vị trên đời này, thì giấm ở đây mình phải hiểu là tất cả các vị mặn ngọt đắng chua cay bùi chát, thì tất cả trong tất cả các vị thì không có cái vị nào nó hơn cái vị ngọt. Vị ngọt của cái gì? Vị ngọt của sự chân thật. Bởi vì nói gì thì nói, sống giữa đời này, dĩ nhiên đây là cách nói, cái cách so sánh thôi. Một cái thuộc về vật chất, cái thuộc về tinh thần mà. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể hiểu được là tại sao tất cả các cái vị trên đời này không có vị nào mà nó bằng cái chân thật là sao. Là bởi vì cái lý do rất là đơn giản: đắng cách mấy, chua ngọt, mặn cách mấy, rồi thì sao? Một giây một phút rồi thì hết. Chưa kể chuyện này quan trọng, ai đó có học về về cơ thể học sẽ biết một chuyện. Tôi hy vọng trong đêm có người còn nhớ cái này. Và trong cái lưỡi của mình ấy, cái thử thử đi, mình tưởng cái lưỡi mình nó nếm hết tất cả, sai. Nó có chỗ nó nếm được vị chua, có một chỗ nó nếm được vị mặn, chứ không phải rồi có chỗ nó nếm được vị ngọt. Tức có nghĩa là ngoài cái chỗ đó ra đó, ha, ở đây ai mà dò được internet dò được cái đó, thì cái lưỡi của mình ấy, cái cấu trúc của nó là có chỗ nó chỉ để nhận cái ngọt, có chỗ nó nhận cái vị đắng, vị chua khác nhau nha, chứ không phải là chỗ nào cũng giống. Chưa hết, cái phần mà nó nhận được vị đó cũng không nhiều lắm nha, cái lưỡi của mình ấy không nhiều lắm. Và sau cùng thì về thời gian đó, thì để cảm nhận một cái vị như vậy nó chỉ trong thời gian nhất định nào đó thôi. Trong khi đó cái ngọt lại khác đó, thì trong khi đó cái sự chân thật nó lại khác. Cái dư vị của nó kéo dài suốt cả đời của mình. Mình sống với nhau cũng chân tâm, chân tình, thì nó cả đời của mình, cả đời của mình, cả đời của mình nó không hết. Và cái chữ sách chá mê quá, chữ sách chá đây nè, nó có nhiều nghĩa. Một là chân lý, mà hai là cái sự chân thật. Sách chá có hai nghĩa nha, là cái sự chân thật của một người, cũng còn có nghĩa là chân lý. Tôi tính ghi thêm thôi, tôi không có ghi nữa, tôi chỉ ghi tới đó thôi. Tôi có nghe được một cái câu chuyện rất là thú vị ở trường Santa Fe. Santa Fe là một cái trường Tây ở Sài Gòn ngày xưa. Thì xưa ngày xưa có một thời là thầy dạy đó là cũng có cả mấy vị phe, mấy vị sư huynh ở trong trường dòng, họ dạy đứng họ giảng cho học sinh đó. Thì có một cái vị giáo sư ở trường Santa Fe đó, cái bữa đó ông đi vô trong lớp đó, ông viết trên bảng cái chữ chân lý. Rồi ông nghe hỏi học trò nó chân lý là gì, làm sao mà ngày mai các vị các anh em vào trong lớp trả lời cho tôi nghe một cái định nghĩa mà hay nhất, gọn nhất về chân lý. Trời đất ơi, biết bao nhiêu người về y cứ trong thánh kinh, rồi những bài giảng của các cha, rồi nào triết đông triết tây, rồi trình bày mệt mỏi lê thê lượng thượng về chân lý.
Hôm sau cái ông Fre ông lên đó ông nhìn ông thấy mấy ông nghe mỗi người lên trình bày rồi có người đọc giấy rồi tùm lum hết. Ông nghe xong rồi ông thở dài, ông ngang ngán, ông nói trời đất ơi, tôi không ngờ là cái chân lý của các bạn nó rườm rà mà nó rắc rối như vậy. Chân lý nó chỉ có nghĩa đơn giản thôi là làm ơn các vị đông đông bỏ cái chữ lên dùm tôi được không? Ông nói cái định nghĩa là những chân lý nó không cần phải rườm rà rắc rối như vậy, thì chân lý mình hoàn toàn có thể định nghĩa một cách rất là đơn giản thôi. Rất tiếc là mình không có thấy mặt nhau cho nên cái câu trả lời nó hơi khó, chứ nếu mình lạ trong một lớp học rất là đơn giản. Chân lý nó chỉ nghĩa là sự thật thôi. Chân lý là sự thật hết, nó có gì hết, đừng cứ ngồi mà định nghĩa chân lý là cái gì cho lớn. Chân lý nó chỉ là sự thật thôi này, sự thật. Cho nên cái chữ sách giá ở đây nó có hai nghĩa, một đó là sự chân thật của một người, sự chân thành á, sự chân thành của một người, mà thứ hai nó cũng có nghĩa là cái sự thật của vạn vật, là chỉ vậy thôi. Chứ còn mình ngồi mình suy tư, mình dò đầu, mình bóp trán, mình dịch tóc, mình nhổ râu để mình ngồi mình nghĩ chân lý là cái gì cao siêu được ghê gớm, mà thật ra chân lý nó chỉ là sự thật thôi chứ cái gì hết, nó là sự thật. Nó sự thật, ví dụ như bây giờ cái ly này nó bị bể này, ai làm bể? Thằng Tèo hay thằng Tí? Thằng Tèo, đúng, thằng Tèo. Thì cái đó là sự thật. Sự thật là thằng Tèo nó làm bể cái thằng Tí, đó là sự thật. Chỉ vậy thôi. Rồi rồi cái tô canh này này nấu bằng cái gì? Bằng me, bằng khóm hay là bằng chanh hay là bằng giấm? Thì đó là sự thật đó, chứ có gì hết. Chỉ ngồi mà phân tích ghê gớm gì mình hỏi tại sao nó chua đó, ok tôi nấu bằng giấm xong. Thì cái giấm này đó là sự thật đó, là sự thật của cái tô canh đó. Thì cái này nè nó là cái mà đời kiếp kiếp ở hôm nay đó hả, chúng ta nhìn lên cái đồng tiền hay là con tem, mấy đồng tiền giấy, tiền xu hay là con tem nha của Ấn Độ đó, chúng ta sẽ thấy nó có cái hàng chữ Sanskrit trên đó, nó viết như thế này là Satyamevat Jayate. Đó, trong tiền giấy đâu phải là trong tiền xu hay là trong mấy con tem của Ấn Độ, nó có viết cái câu này, nó có viết cái câu này Satyami và chất tí, sự thật chiến thắng tất cả, gọi là chân lý là tất cả, dịch gì cũng được, chân lý là tất cả, gọi là sự thật á, nó là chiến thắng tất cả. Satyami và chất tí, hoặc là dịch gọn là trên đời này chỉ cái chân lý là số 1, Satyami quá. Tiếng Sanskrit rất là sắp chết, còn tiếng Pali là sách chát, cũng giống như là trong chúng tiếng Pali Anicca ở trong tiếng Pali Anicca ha, mà trong tiếng Sanskrit đó. Thì là Anicca, đây là mấy cái mấy vị phải biết nha, Anicca Anicca. Mình là bát giác, họ là bát thiát, là mấy cái mà nó hơi lạc đề nhưng mà biết được, biết được thì mốt con đỡ mình nha. Bát thiát là Sanskrit. Mình là tâm ha, tên hai là Pali hết, còn bên sang rất là Trish này, rồi bên Pali là Kanha ha, là màu đen hoặc là bất thiện là ám, còn bên sang rất là Krishna đó. Đây là những cái nếu mà biết được thì tốt, mà chắc chắn quý vị mà già quá, một là phụ nữ, hai là người già, ba là người bệnh thì không có nhu cầu này nha.
Chứ còn nếu mà những vị mà có nhu cầu nghiên cứu kinh sách, nhất là bây giờ có internet mà biết những cái này nó đỡ, mình đi nó làm giàu thôi cái kho từ vựng Phật học mình thôi. Sắp thì giam mì và cho nhà tiết ha, là chân lý là chiến thắng tất cả. Ok, chỉ có chân lý là cái nào nó lâu bền nhất, nó lâu bền với trời đất, với trăng sao hoa lá vũ trụ. Còn cái gì mà đồ giả đồ dởm ấy thì coi như là không bền, mình gọi là đồ tàu ấy, đồ tàu á, đồ tàu là đồ hàng mã, nó là không có bền, không có bền. Là cái lâu bền thật sự trên đời thì nó chỉ là sự thật, chính cái sự thật thì nó không có gì mà làm cho nó phai nhạt, nó mờ phai hết. Rồi cái cuối cùng nó chính là cái cuộc sống như thế nào được xem là cái cuộc sống số 1. Cuộc sống tối thượng thì ở đây đó, cái cuộc sống mà có trí tuệ đó được xem là cuộc sống số 1. Cái này tôi nghĩ không cần giải thích nhiều nha, để quý vị tự biết. Có nghĩa là bây giờ giàu cho mình có giàu có cách mấy, mình có khỏe mạnh cách mấy, mình có xinh đẹp cách mấy, mà trong khi đó trong đầu mình nó rỗng, không có nội hàm thì chết rồi, chết rồi. Giàu cho đó là nữ hay là nam, sang hèn giàu nghèo, không cần biết, chỉ biết là người không có nội hàm, không có trí tuệ đó thì bây giờ giàu cách mấy nó cũng chỉ là lố bịch thôi, đẹp cách mấy nó cũng chỉ là cái sự vô duyên thôi. Cái duyên ngầm của một người nó nằm ở cái chỗ là người này có cái nội hàm, phải nói như vậy. Chỉ còn chỉ là cái skin beauty, có nghĩa là cái đẹp ngoài da đó. Mỹ kia là cái skin beauty, cái đẹp đó nó xài không có được, bởi vì nói nó hơi nặng nha. Cái đẹp đó nó chỉ có làm đi làm người mẫu thôi, để cho người ta nhìn, người ta chụp hình, người ta quay phim thôi nha. Chỉ là cái một cái món đồ trang trí cho cuộc đời thôi, chỉ là một cái bình hoa biết đi thôi, chứ còn được gọi là mỹ nhân hay là giai nhân thật sự thì phải có nội hàm. Thì cái nội hàm đó được gọi là trí tuệ nhé. Và có người ai giống như ai hết, nữ như thế nào thì nam cũng như vậy. Có nghĩa là đời sống trí tuệ là sao, là biết phân biệt thiện ác. Ở đây tôi nói không có mang tính tôn giáo mà rất là khoa học. Có nghĩa là biết phân biệt cái chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm nha. Biết cái gì có lợi có hại cho mình, cho người, đời này kiếp khác, thì đó được gọi là trí tuệ. Dầu cho mình không có tin tái sinh thì mình ra cái chuyện mình làm á, nếu mà nó có tái sinh á, nó cũng phải là cái họa cho mình nha, thì đó được gọi là có trí tuệ. Còn nếu như mà mình hành động mà mình không có màng gì tới cái cảm xúc của người khác, không màng gì đến cái chuyện lợi hại, không màng gì đến cái chuyện thiện ác, muốn làm muốn nói là cứ vô tư, thì cái đó được gọi là không có trí tuệ. Chính trí tuệ ở đây nó chính là ngọn đèn giữa cuộc đời tăm tối này. Cho nên cái đời sống mà có trí tuệ là đời sống có sự hướng dẫn. Tôi còn nhớ trong một bài kinh trước đây có câu cái này: cái gì hướng dẫn đời đó, thì trong đó có cái câu trả lời là chính trí tuệ dắt dẫn, hướng dẫn đời là chỗ đó. Bởi vì không có trí tuệ đó thì chúng ta mù mịt, chúng ta không biết đường đâu mà lần nha. Không biết phải học cái gì, không biết phải sống ra sao, không biết phải gặp ai, không biết đời sống này ý nghĩa thật sự của nó là chi, mình hoàn toàn mù tịt, mà không có gì thê thảm cho bằng. Chỉ có biết đói ăn khát uống, nam nữ đực cái trống mái tìm nhau, và khả năng tự vệ ai đụng tới thì phản ứng hết, thì không có gì nó thảm cho bằng. Đời sống chỉ có chừng đó thôi. Và nếu đời sống chỉ có đói ăn khát uống, âm dương tìm nhau và phản ứng khi bị tấn công, thì như vậy thì cái đời sống đó giữa con người với con thú nó có khác nhau hay không? Dứt khoát là không, dứt khoát là không có. Ta chỉ biết cái bốn cái đó thôi: đôi ăn khát uống, rồi gì nữa, nam nữ tìm nhau, rồi cái gì nữa, rồi thì phản ứng tự vệ hết. Y chang như con này con kia mà nói ra thì giận khổ như vậy. Chỉ còn thú nó ít đâu, chỉ có mấy cái đó thôi: đôi nó ăn khát nó uống, mệt thì nó nằm nghỉ, đau nó la làng lên, bị tấn công thì nó phản ứng, rồi sao nữa, đực cái trống mái tìm nhau hết. Mà mình nếu mà mình không có đời sống tâm linh, không có đời sống tinh thần thì mình có khác gì mấy con đó. Và ngày hôm qua trên đường đi xuống núi đi ra lớp, tôi có thấm được một điều: cũng con đường núi này, cũng cái nhìn ra sông,
ra ruộng đẹp như thế này. Nhưng mà nếu đem dò trong thiên hạ đó, đâu phải ai đứng đứng cái nào cũng có cái cảm nhận giống nhau, không có cái đó, không có. Tôi nhớ được, có kể cho trong kinh này nghe mấy câu chuyện đấy, các vị còn nhớ không, là buổi trưa đó trong khu rừng có một vị sơn thần. Sơn thần tức là một thần ở trong trong núi đó, ông mới nhìn thấy một một cái thiếu nữ đang tắm. Mà ông nhìn ông rất quá, ông nhìn ông rất ngạc nhiên, thấy người ta đồn cái đó là người phụ nữ là một kiệt tác của thiên nhiên, mà đàn bao nhiêu đàn ông trên đời này đều chết, mà tại sao mình nhìn mình thấy quá. Thì ông mới đi lại gần để ông nhìn ngắm. Mà trong cái tâm thức của một vị sơn thần thì ông nhìn rất quá, ông có thích, ông nói chắc mình nhìn kỹ nó được, nhưng mà mình làm sao mà nhìn kỹ đây. Cậu mới biến thành ra con chim 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 ục á, chim chim cú á, để ông lại gần cổ. Thì khi mà ông biến thành con chim ục á, thì ông không còn chú ý tới cổ nữa, mà ông đâu chú ý tới con chuột ở trong bụi. Dạ lạ như vậy rồi cậu ông không được rồi. Cậu mới biến thành con bướm, thì ông nói con bướm con ông nó gần cái nét đẹp hơn. Mà khi ông thành con bướm thì ông đi kia, ông cứ lo chú ý tới cái bông hoa chung quanh nàng, cậu không có hề chú ý cái người con gái đang tắm dưới. Cuối cùng ngạc nhiên, ủa tại sao kỳ vậy? Ông nói à, trên đời này thằng nào mà mê gái nhất là mấy thằng thanh niên như này á. Thì ông rùng mình, ông biến thành ông chàng thanh niên, thì lúc đó ông mới thưởng thức được cái vẻ đẹp của người con gái đang tắm dưới suối. Cái câu chuyện nó mới đọc qua mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà thật ra đó là câu chuyện cổ tích của Nhật rất là sâu sâu lắm. Có nghĩa là để cảm nhận cái vấn đề thì anh phải đứng vào một cái góc độ, một cái vị trí, một cái cự ly, một cái khoảng cách tương ứng và thích hợp nào đó thì mới thấy được ra đó nha. Mà để làm được cái điều này nè thì chỉ có trí tuệ thôi, chỉ có trí tuệ thôi nha, chỉ có trí tuệ thôi. Chứ còn mà hồi xả đã tôi có nói cũng cái cơ thể đó, cũng có xin lỗi, cũng món ăn đó, nhưng mà cái cách tiêu hóa của mình, cái cách thấm thía của mình nó ra làm sao, nó ra làm sao. Chứ không phải ai ăn vô thì cũng thích như nhau, ai ăn vô thì cũng nhận được những cái dưỡng tố giống nhau, tôi không đồng ý. Có người ăn vô là chỉ có chết thôi, chỉ có chết thôi. Tôi biết có một cái chứng bệnh rất là lạ, đó là cái khả năng mà coi như là tiêu hóa đường nó không giống người ta. Tôi có thể biết, tôi có nên nói ra cái vị đó hay không, đó là tôi nói rõ đi nha. Đó là Hòa Thượng Thích Minh Giác, trụ trì chùa Pháp Quang ở Bình Lợi tại Việt Nam, không biết trong kinh mình chắc có người biết. Và tự bị một cái bệnh mà tôi biết được, tôi khen hết lời. Tôi nói cái bệnh này mà qua Mỹ là có giá lắm, là bởi vì người ta đó chỉ ăn cơm trắng với nước lạnh thôi, đường lên vun vút. Nhưng mà cái cơ thể của Hòa Thượng Minh Giác thì đặc biệt, là ăn bao nhiêu đường là đem lấy nước đường pha để mà tắm á, để mà ngâm á, rồi vừa uống mà vừa ngâm á, thì cái cơ thể Hòa Thượng chỉ nhận được khoảng chừng 15-20%. Lạ như vậy, đó là một chứng bệnh rất là lạ. Mà chứng bệnh này nè, là qua Mỹ là ngon lắm, bởi vì bên Mỹ, dân Mỹ nó khoái ăn ngọt. Mà nó ăn vô chỉ một hộp cơm trắng thôi đó, là nó đường nó lên vun vút đo gãy kim luôn nha. Bên Mỹ đó là bây giờ rất là nhiều người Việt Nam, kể cả bên Thụy Sĩ cũng vậy, rất nhiều người Việt Nam bây giờ họ chuyển hướng, họ không còn dám ăn gạo Thái nữa, không dám ăn gạo thường mình hay ăn nữa, mà họ chuyển tông họ ăn cái loại gạo tròn tròn của Ý, gọi là cái gạo mà cái gạo chapati, mà chapati của Pakistan ấy. Mà tôi sẵn ở đây tôi nói chuyện lạc đề mà cũng có lợi cho bà con, đó là nên để ý cái gạo ăn của mình đi. Thì thầy của tôi là đường đó nha, thầy đường đó, thầy của đường đó là gạo nha. Mình cứ lo mình trốn mình né thôi. Basmati mà tức kêu là chapati. Đúng rồi, đúng rồi. Nên mình lo mình né đường, né sữa đặc, rồi né bánh, né kẹo, né chocolate. Nhưng mình quên một chuyện, đó là kẻ thù sau lưng bệ hạ chính là nàng đó. Chính là nàng Mỹ Châu, chính là gạo của mình đó. Đã. Cho nên tôi nhắc lại, đời sống trí tuệ là gì? Đời sống trí tuệ là cái sự nội hàm của mình, là cái khả năng nhận thức, đối diện, thấm thía, tiêu hóa của mỗi người. Hả, nếu mà mình có được khả năng này thì được gọi là đời sống tối thượng. Ok, rồi thì cho xin tiếp bài kinh. Bài kinh gì? Bài kinh mưa đi.
giảng xong bài kinh mưa này mình ngưng được, giảng xong bài kinh mưa này mình ngưng được. Giảng xong bài kinh mưa này thì ngưng. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bữa nay chỉ có hai nốt nhạc thôi, chỉ có hai nốt nhạc là có liền. Các bạn biết không phải tôi đùa đây, không phải đùa, sự thật đời sống nó nhấn lắm. Mình tranh thủ được bao nhiêu hay bao nhiêu, không có gì đó thảm thương cho bằng đời sống thì ngắn mà mình mất thời gian nghe. Ở bên đây nè, tôi nói lén một người, nói lén một cả làng nghe. Tôi có quen được với cô Phật tử bên đây, không biết vì sao mà nàng luôn luôn chậm. Từ nhà ra phố chỉ có 2 cây số, đi ra lấy chai giấm trở về nhà mà nàng có chuẩn bị không dưới 1 giờ đồng hồ. Mùa nào cũng như mùa nào, phải là khăn choàng dầu gió, một chai nước uống, một cái táo à. Rồi thì cứ ra khỏi nhà là quên chìa khóa xe, mà không quên chìa khóa xe thì phải quên cho bằng được cái điện thoại, mà không quên điện thoại thì phải quên chìa khóa nhà. Và cứ như vậy một lần nàng đi chỉ 3 cây số, đang chuẩn bị 1 giờ đồng hồ. Có một lần đó tôi chịu không nổi, tôi nói thưa chị sống giả định là 70 năm, mà trừ 20 năm đầu đời là con nít thì còn là 40 năm sau, còn là 50 năm, mà nổi cái thời gian mà chị chuẩn bị như thế này nó quốc chị ít nhất phải 35 năm. Cà rờ và uống vô cùng nha. Cho nên mình thấy cái chuyện gì mà nó, mình biết mình chậm á, một là chậm, hai là có thật hay quên ấy, là mình phải chuẩn bị. À, chứ để nước tới nơi là nước nó tới hông rồi nó nhảy nó thì chết rồi nha. Cái này tôi nhớ đâu nó nói chứ tôi không có nói riêng đặc biệt quỷ nào, mà đặc biệt là cái ốp của mình thôi, mình lòng mình. Vật gì được mọc lên là mọc lên tối thượng, vật gì khi rơi xuống là rơi xuống tối thượng, vật gì thường ngũ hành, vật gì thuyết tối thượng. Ở đây thì chúng ta phải biết một chuyện là ngài Minh Châu ngài khổ tâm ghê lắm, ngài khổ tâm ghê lắm, ngài phải rất là khổ tâm khi mà ngài dịch cái bài cái đoạn kệ này. Tại sao khổ tâm? Là bởi vì ngài muốn ngài chú ý đến 2 chữ là chữ lên và chữ xuống, mà chúng ta thấy rõ ràng đó là cái bài kệ này đâu phải là do ngài sáng tác, mà ngài dịch lại từ một cái ngôn ngữ khác, khổ như vậy đó. Mà ngài phải gì, làm sao mà ngài giữ lại được cái chữ lên và chữ xuống thì phải nói rằng thì là rất là khổ. Thôi bây giờ ngó bản Pali này ha, ngó bản Pali lên cho nó đây. Kinh xuất ấp bát tập tăng xếp thang, ngài khổ chỗ là ngài phải dịch bên đây có chữ úp, chữ ấp tát, chữ ú là lên, ú là lên nha, ú là lên. Mình thấy rõ ràng trong cái câu hỏi đã có sự che chữ rồi, ú là lên, úp bát tập tăng. Cái gì nó lên mà nó được xem là tốt nhất, mà cái gì xuống được xem là tốt nhất. Kinh xuống báo hòa chắc mê nè nè cái này đấy các vị biết không, cái này mà không có chú giải là chỉ có chết, mà có như là chết đứng như Từ Hải nghe. Không phải chỉ có Từ Hải trong truyện Kiều mới chết đứng, mà là người học Phật đọc Tam Tạng mà không có chú giải cũng chết như Từ Hải nghe. Mà Từ Hải chết còn có Thúy Kiều khóc, còn người học Phật mà không có chú giải chết không có Thúy Kiều đâu hết, tức là nó chết nghe, chết đứng luôn.
Các vị có biết tại sao mà vô trong đây tôi mất thời gian vậy không? Nó kỳ lắm. Lẽ ra đó là chúng tôi phải đọc trước, mà trong khi đấy người viết thời là thời internet mà mình có 1 tỷ cái để mình đọc, thì cái nó cũng làm biếng, nghĩ tôi kệ đó, tới cửa vô lớp đọc cũng được, thế thì nó mất thời gian. Ok, chúng ta có một cái duyên sự nho nhỏ thế này, là một hôm có một số vị trời, tôi nhắc lại nếu các vị còn nhớ không, tôi không có muốn kêu gọi là vị chư thiên nha, biết các vị trong trong còn nhớ chị đó không, trong Việt Nam hay có cái màn gọi là vị chư thiên, mà đã nói chư là phải nhiều, mà mình nói có một vị chư thiên nghe nó kỳ lắm nha, ai kiểu gì cũng chết á, chính là chư Phật, là mình phải hiểu mình nghe cái chữ chư Phật là phải khác với Đức Phật rồi, Đức Phật là một vị, còn hễ chư là mình thấy là phải nhiều rồi, cho nên chư thiên cũng vậy, mình không có nên kêu là có một vị chư thiên nghe nó rất là kỳ, nó kỳ lắm, mà nó khổ một chỗ là cái gì nghe quen nghe tai lâu ngày nó ok khổ vậy đó, cho nên được tâm kinh đó, cái cuộc sống trí tuệ cuộc sống tối thắng là như vậy đó, có nghĩa là mình phải có lúc nhìn lại tại sao cái mặt của mình nó có cái đồ hay mà sáng nào cũng soi gương, mà đôi khi cái kiến thức của mình đó, thì mình không có lúc nào mình nhìn lại nó hết, làm sao trong khi đó sức khỏe phải đi khám định kỳ nha, sức khỏe phải đi khám định kỳ, rồi cái mặt của mình sáng nào cũng coi theo định kỳ, xăm soi theo định kỳ, mà trong khi đó kiến thức của mình thì không có dòm ngó kiểm tra theo định kỳ làm sao? Cái đó nó có vấn đề rồi đó. Thì một ngày kia có một số vị trời xuống hầu Phật, thì có cái ông đó ông mới hỏi Phật cái này, ông hỏi ngài đó cái gì mà nó lên đó, nó là tốt cho người ta, mà cái gì mà nó xuống đó, là cũng tốt cho người ta, vân vân, cái câu hỏi như vậy. Thì anh ổng hỏi câu này cũng có cái lý, là trên đời này đó thì hãy có lên có xuống, có thăng có giảm, ở trong nhạc thì có chứ như mình thấy có thăng có giáng, rê thứ rê trưởng nha, rồi có ngày có đêm, có sáng có tối, có này có kia, thì ông mới dựa vào cái quan điểm tương đối của cuộc đời đó, ông mới hỏi ngài chứ cái trên đời này cái gì mà nó lên nó giúp nó có lợi, mà cái gì nó xuống nó có lợi, thì lúc đó đó thì có một cái vị đứng kế bên cũng làm thầy khôn, ông mới trả lời đó, đây các vị ông mới nói thế này, ông nói hạt giống được mọc lên, cơn mưa được rơi xuống, rồi từ cái câu ông đã hỏi là cái gì thường bộ hành, cái gì đó thì ông nói con bò thì nó thường bộ hành, thì ông nghe anh kia hỏi thì ông mới trả lời giùm, thì trong chú giải mới nói thế này, trong chú giải mới nói thế này, đây trong chú giải mới nói thế này là ký rác tương truyền rằng suốt toa, rồi sau khi nghe cái câu hỏi xong thì sắp đi bê thiết ta e ca đê và ta một cái vị trời đến cái bên ấy, mới hỏi là cách mà thăng nghe tầng tầm hằng đã sập lần cho sĩ mắc cái gì mà cái câu hỏi rùi bu rồi đi hỏi Đức Phật chi, à, hàng tê cái thế xa nếu tôi sẽ nói cho ông nghe để lời cho ông cũng được, ông nói là cũng phạn luôn, Atano khanh đi ra lắp thì ra bánh hàng cái gì ông mới dựa để khả năng của ông mà ông trả lời nha, thì ông kia ông vị kia mới nói thế này, già quá thằng sự vấn đề sẽ đi đi già quá phải gấp pha phải ra, ông nhiều chuyện quá mà cũng liều mạng quá, mới gấp pha là liều mạng đó, bút ra là nhiều chuyện ha,
Cái này tôi hỏi với tôi, không tôi hỏi ông đâu. Thoáng may hăng cá sma cà thầy sĩ bắt thì bỗng trả lời. Thì ông nói như vậy xong mới trách ông kia, xong rồi mới quay lại hỏi Đức Phật, cái cũng nhắc lại câu hỏi đó. Thì Đức Phật ngày mới trả lời, đó là mà để trả lời theo cái tinh thần Phật pháp, vì chánh đẳng giác mà. Trả lời theo tinh thần Phật pháp. Trả lời theo tinh thần Phật pháp. Ở đây chúng ta thấy trong bản Pali có chữ Úc và chữ Ní, một cái lên một cái xuống. Cái gì mà nó lên á, nó giúp cho người ta, cái gì nó xuống nó cũng giúp cho người ta. Và ai trên đời này mới thật sự là du sĩ, và cái lời của cái câu trả lời của vị trời kia đó là thế nào? Đó là trên đời này không có cái lên nào nó hay bằng hạt giống. Hạt giống mình trồng mà nó lên thì tốt ha, mà mưa nó rơi xuống thì tốt, hạt giống nó mọc lên là tốt, mà mưa rơi xuống thì tốt. Và con bò nó là nó đi nhiều nhất. Đây là nói về cái bối cảnh Ấn Độ thì đó thôi nha. Chứ hôm nay các vị sang bên thị sĩ, các vị nhìn lên trên những cái sườn đồi cỏ xanh mướt như nhung, các vị sẽ nhìn thấy có những cái cục đen đứng yên hàng giờ vậy đó. Mà không biết đó là cái gì, nhưng khi mình lại gần nó là những con cừu ăn cỏ, mà nó có thể đứng để cái miệng nó rất là nhỏ, cái răng nó rất là nhỏ li ti gì đó, nó đứng hàng giờ nó ăn có một chỗ, nó cứ xoay tới xoay lui mở xa mà không thấy nó xoay đứng yên suốt một ngày. Rồi bò cũng vậy, một ngày nó đi không biết là bao xa, mặc dù cái diện tích thì không có rộng, nhưng mà nó cứ đi tới đi lui như vậy đó. Một ngày nó đi biết là bao nhiêu, nó đâu có bao giờ mình nghe con bò nó ngồi bao giờ, nó chỉ có đi nó đứng nó ăn thôi. Rồi cái con trai thích thú nghĩa là sao? Nghĩa là ông nói là trên đời chỉ có cái lời nó có đàn ông mới tin cậy được. Cái câu này thiết tối thượng nghĩa là vậy đó. Nghĩa là bao quát đã tăng, nghĩa là chỉ có cái lời nó có đàn ông mới tin được, nó đáng kể. Còn đàn bà đó thì chính người Tàu họ cũng có quan điểm giống như vậy. Nghĩa là thập nhất nam là viết hữu, mà thập nữ viết vô, tức là một đàn ông cũng kể là có, mà 10 đàn bà cũng kể là không. Kỳ thị đến mức như vậy đó, nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô, mà có rẻ như vậy. Và bên Ấn Độ cũng vậy thôi. Có nghe là cái quan điểm thời đó, đó là đàn bà có bao nhiêu đi nữa thì cũng bằng không bằng người đàn ông, mà đàn bà có nói gì đi nữa thì cũng không bằng cái lời nói của người đàn ông. Phải hiểu như vậy. Chứ ở đây mà để cho con trai thuyết tối tự, chỉ thuyết đây là nói đó. Thuyết đây là nói. Có nghĩa là cái lời nói của ai đó là đáng tin cậy nhất thì chỉ có đàn ông thôi. Chỉ có đàn ông nói thì mình tin được, chứ là đàn bà không có tin được. Thì cái phần này là cái phần gọi là cái quan điểm, cái ý kiến chủ quan của ổng thôi nha. Chỉ còn ai dám nói cái chuyện hợp mãn là nấu cơm với bà nữa. Nhưng mà nói gì thì nói, thì cái bốn cái câu trả lời này nó không có mắc mớ gì con người giải thoát hết. Trong cái đó cái câu trả lời của Đức Thế Tôn là thế này: huệ minh mà nó xuất hiện đó thì giúp cho chúng sanh rất là nhiều. Cái huệ minh ở đây là cái gì? Huệ minh ở đây ám chỉ cho đây à, cái huệ minh ở đây ám chỉ cho cái này nè, cái minh ở đây ám chỉ cho chấp trú mắc cái quý cha, có nghĩa là cái trí tuệ trong minh đây là trí tuệ trong gì, trong bốn thánh đạo nha. Trí tuệ trong bốn thánh đạo, nó cái huệ minh nó xuất hiện mà nó chỉ có lợi cho người ta thôi. Nó sự xuất hiện tối thượng, trên đời này không có cái sự xuất hiện nào mà nó hơn cho được cái sự xuất hiện của thánh trí thánh đạo hết. Mà đúng, nếu nói theo đường giải thoát, các vị tưởng tượng mình luân hồi từ vô thủy ha, mà đông một cái bây giờ mình có được cái tâm sơ đạo thôi là hết cuộc đời mình khỏe. Cái khả năng luân hồi nó chỉ kéo dài tối đa là chỉ còn vài kiếp nữa thôi. Mà cái chuyện trước mắt cái là gì? Chấp dứt thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, quá khỏe. Có nghĩa là những cái đau thương dồn dập của cuộc đời này á, đối với mình là coi như nó là vô nghĩa rồi. Nó vô nghĩa rồi nha, vô nghĩa. Mình không có còn bận tâm nặng lòng bởi những cái chuyện đời như đời trước đây nữa. Khi mà không còn thân kiến, hoài nghi, không còn hoang mang, những cái ngờ vực, những cái thắc mắc về chuyện đời nữa.
Còn giới cấm thủ là mình không còn phải mất thời gian cho những cái pháp môn mà tào lao thiên tướng nữa, những pháp môn nằm ngoài bán đạo nữa, khỏe biết được bao nhiêu. Còn bây giờ các vị không có thời gian, không có điều kiện để hiểu cái này, chứ cái giới cấm thủ nó dễ sợ lắm. Có nghĩa là một kiếp nữa sinh ra mà không biết Phật pháp đó, mình cũng nhiều nhiều khi mình cũng thấy đời là khổ, rồi mình đi chấp nhận một cái đường hướng tôn giáo tín ngưỡng nào đó mà có những cái nó kỳ lạ lắm. Tự nhiên mình thấy đạo hồi đó, ở đây mình chỉ nói một cách khách quan, không có bài xích bôi bác dè biểu nha. Một ngày như vậy đó là họ có 5 lần họ cầu nguyện, mà ở trên biển cả, sa mạc, rừng sâu hay là thành phố làng mạc, một ngày như vậy 5 lần hướng về cái thánh địa La Mã để mà cầu nguyện. Mà trong khi đó thì họ không nghe biết rõ là họ từ đâu tới, họ được cấu tạo bằng cái gì, bao nhiêu thiện ác buồn vui ra sao, rồi sẽ đi về đâu, họ không hề biết. Họ chỉ cần biết một chuyện là dồn hết bao nhiêu tâm tư tình cảm hướng về thánh địa Mecca để mà cầu nguyện, mà suốt mấy chục năm trong cuộc đời như vậy họ hoang phí biết là bao nhiêu. Cho nên chỉ cần cái tâm sơ đạo thôi thì không còn lặp lại những rùi bu này nữa nha. Rồi có những cái pháp môn mà tu hành nó lạ lùng, coi như nó không có mắc mớ gì cái đời sống nội tâm của mình ha. Mà tất cả những cái đó được gọi là giới cấm thủ. Mà trong khi đó một cái người mà đắc sơ đạo thôi, chứ đừng có nói nhị tam tứ nha, chỉ sơ đạo thôi thì không còn như vậy nữa, không còn mắc vào cái chuyện mà hành trì sai lầm, mất thời gian vô ích vô nghĩa vô bổ như vậy nữa. Cho nên cái sự xuất hiện của 4 thánh thánh trí được xem là tối thắng. Thứ hai, trên đời này á, cái chữ mọc lên ở đây tôi xin sửa lại, mọc lên ở đây là sự xuất hiện. Sự xuất hiện của cái gì được xem là tối thượng. Rồi cái sự rơi xuống này có nghĩa là cái sự sụp đổ. Sụp đổ, sự rơi xuống, ní bắt tà nát ở đây có nghĩa là sự sụp đổ. Sự sụp đổ của cái gì mà được xem được là có lợi cho chúng sinh? Sự sụp đổ của cái gì? Phải hiểu như vậy thì nó bài kinh mình nó mới sáng. Thứ nhất là cái sự, chứ còn mình chỉ tập trung mình dây chữ thôi, mình cứ tập trung cái chữ lên chữ xuống thôi thì nó cũng khó lắm. Cái sự xuất hiện của cái gì mà nó được xem là tối thắng, là số 1, là cần thiết bậc nhất trong cuộc đời này, đó chính là sự xuất hiện của thánh trí. Bởi vì chỉ có sự xuất hiện này nè, cái sự mọc lên của cái này nè, nó mới là thật sự quan trọng, thật sự ý nghĩa. Sự mọc lên của một khu rừng, sự mọc lên của một thành phố, sự mọc lên của một công trình, sự xuất hiện của một ngọn núi, sự xuất hiện của một tượng đài, vân vân. Tất cả những sự mọc lên, những sự xuất hiện này, chúng ta biết mà, theo cái dòng thời gian, cái dòng chảy lịch sử nhân loại, sự văn minh bao đời kiếp trên cái hành tinh này, thì những cái sự mọc lên, những sự xuất hiện đó nó đã có bao nhiêu lần rồi. Mình cứ biết 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, các người cứ biết mà, đánh trên Google đó, 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Rồi những 7 kỳ quan bây giờ nó còn không? Mất rồi, mất rồi. Rồi bây giờ thế giới còn là những kỳ quan như là kim tự tháp, vạn lý trường thành. À, rồi là cái gì quên mất rồi, ông ta rồi Machu Picchu vân vân. Mà những cái đó thì theo chúng ta biết trong thời gian nữa là nó sẽ sụm hết, ngay cả cái Taj Mahal là một cái lâu đài mà bằng cặp thạch trắng bên Ấn Độ đó, thì chúng ta cũng biết rằng nó đang bị đe dọa nghiêm trọng, nghĩa là nó sắp cũng cái khả năng nó sụp đổ không còn xa lắm. Có nghĩa là người ta đoán rằng trong vòng 100 cho đến 200 năm nữa thì Taj Mahal là sẽ không còn tồn tại nữa nha. Mà thấy nó hoành tráng như vậy mà có ai ngờ rằng cái móng của nó bị rỗng 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 do đất sập, chứ không phải rỗng là do người ta cố ý, không phải rỗng do cấu trúc, không phải rỗng như rỗng do cấu trúc, mà rỗng do cái địa tầng. À, không phải rỗng do cái kiến trúc mà là do cấu trúc địa tầng, lớp đất ở dưới nó rỗng. Cho nên bất cứ sự xuất hiện nào, bất cứ sự mọc lên của công trình nào, dù là một ngôi nhà, một cội cây hay là một thành phố, thì không có sự xuất hiện nào mà nó qua được, nó hơn, cái giá trị hơn được cái sự xuất hiện của thánh trí là chỗ đó.
Thứ hai là trên đời này có biết bao nhiêu cái sự sụp đổ, cho ta thấy mà, sự sụp đổ của một triều đại, sự sụp đổ của một cái công trình, sự sụp đổ của một thân phận, sự sụp đổ của một tượng đài, thần tượng nào đó. Thì trên đời có nhiều sự sụp đổ, nhưng mà không có sự sụp đổ nào mà nó thật sự có ý nghĩa, có giá trị bằng sự sụp đổ của vô minh. Bởi vì bao nhiêu đời nay thế giới này nó được vận hành với tất cả sự có mặt của chúng sinh muôn loài, trong đó trầm luân sinh tử đời đời, thì tất cả những thứ đó nó khởi đi từ vô minh. Cho nên chỉ cần vô minh biến mất thì mọi thứ sẽ biến mất nha. Vô minh bị sụp đổ thì mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Cho nên cái sự quan trọng nhất ở đây đó là cái sự ra đi của vô minh, sự biến mất của vô minh là tốt nhất. Còn mình có phá hoại bao nhiêu thứ đi nữa thì những sự phá hoại nó không có giá trị bằng sự phá hủy vô minh. Và cái thứ ba đó chính là ai thường đi bộ hành. Bộ hành có nghĩa là đi đi đi, đi chỗ này chỗ kia đấy, chỗ này chỗ kia. Tiếng Pali kia là kinh suốt bảo quả chá mê nè năng. Thì mình thấy đó, mọi thứ trên thế giới đều đều xê dịch, gió thổi, nước chảy, mây bay, cá lội, muôn thú đi trong rừng, con người luôn xê dịch di chuyển. Mọi thứ trên hành tinh này có rất nhiều thứ trở thành, rất nhiều thứ trở thành tên này luôn luôn xê dịch di chuyển. Cá lội, chim bay, người đi, mây bay, nước chảy, và trong tất cả những sự xê dịch đó, sự xê dịch nào được xem là tối thượng? Để đây Đức Phật dạy cái sự xê dịch, cái chữ xê dịch, chữ bộ hành đó là xê dịch. Sự xây dựng nước chảy, mây bay, người đi, thú chạy, cá lội, tất cả là luôn luôn có vận động trong sự xây dựng. Thì trong tất cả sự xây dựng đó, sự xây dựng nào được xem là có ý nghĩa nhất? Thì Đức Phật ngài dạy rằng chư Phật một lần xuất hiện chỉ có một vị thôi. Đức Phật không thể nào cùng một lúc có mặt ở tất cả mọi nơi chốn, mọi thời điểm, và thay vào đó cái bóng dáng của chư Tăng là đại biểu cho Đức Phật mới có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Như là một câu dinh ngôn của Tây Phương, chúng ta trong đây chắc chắn có người biết, đó là vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Tôi nhắc lại, vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc nên ngài đã tạo ra những bà mẹ, nên ngài đã tạo ra những bà mẹ. Đây là một trong những câu dinh ngôn mà tôi rất là tâm đắc, bởi vì mình thấy có những chuyện mà không có có trái tim của người mẹ đó, mình không có cách chi mình làm được hết. Chỉ một gánh chè, một gánh cháo thôi, bà có thể nuôi cả chục đứa con, mà không biết bà nuôi cái kiểu gì thì mình không biết. Mà đứa đi học, đứa thì bị bệnh, con đứa thì bị tâm thần nữa chứ. Bà không biết bà làm kiểu gì đâu mà má nuôi được hết. Cho nên người Tây họ mới nói là vì Thượng Đế không thể có mặt ở mọi nơi, cho nên ngài đã tạo ra những bà mẹ. Thì từ cái câu nói đó chúng ta dễ dàng hiểu cái câu Phật ngôn này: Đức Phật làm sao mà ngài có thể có mặt ở mọi nơi mọi lúc. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái vai trò của tăng chúng là cái sự đại diện, là sự tiêu biểu cho Đức Phật ngay cả khi ngài đã không còn nữa. Tôi nói điều này thì với cái sự khách quan thôi,
Chứ còn mong trong rừng những người không có Phật tử đừng có nghĩ rằng là chúng tôi đang kêu gọi, đang tán thán cái chuyện mà mấy ông sư đi tùm lum, không phải. Không phải, không phải. Mà cái sự xê dịch ở đây nó có nghĩa là xê dịch đây có nghĩa là sự có mặt đúng lúc và hữu ích. Phải nói ra như vậy, đúng lúc và hữu ích, chứ không phải là đi tùm lum tà la rồi là được kể vào trong đây thì trẫm không dám nhận nha. Và nó rõ như vậy, có nghĩa là cái sự bộ hành ở đây là nói cho những vị thứ thiệt chứ không dởm. Mà nói thứ thiệt là sao? Thứ thiệt có nghĩa là đi bán để muốn để tạo điều kiện như người ta bố thí, chứ không phải để chỉ nuôi mạng. Thuyết pháp là để xây dựng cái đời sống tinh thần tâm linh cho người ta, chứ không phải để mình cầu danh trục lợi. Có mặt ở chỗ đó là cho người ta cái cơ hội nhìn thấy cái bóng dáng của chư Phật, chứ không phải là vì mục đích vui chơi cá nhân. Thì những trường hợp đó được gọi là sự bổ hành, hay là sự có mặt, hay là cái sự xê dịch của cái gọi là tăng già nghe. Còn nếu như mà nằm ngoài những ý nghĩa này thì cái sự xê dịch của mình phải xét lại, phải xét lại. Chỉ đúng lúc làm sao là lúc đời nó đang cần mình. Nói như vậy. Chứ còn ngoài ra thì nếu không nói rõ thì quý vị hiểu lầm, mà chúng tôi kêu gọi quý vị đồng tình với cái sự mà ta bà của mấy ông sư thì không, gì quá là không. Thì ở đây trong các cái sự xê dịch thì cái sự xê dịch tối thắng tối thường phải kể lại sự xê dịch của tăng chúng, đúng. Bởi vì Đức Phật không thể có mặt ở mọi nơi và hôm nay ngài đã không còn nữa, thì chúng ta chỉ còn trông đợi vào sự có mặt của các ngài. Chẳng hạn như hôm nay chúng tôi đọc báo, chúng tôi thấy đã có Phật giáo Miến Điện, đã có Phật giáo Nam Tông tại châu Phi, mừng lắm. Đã có Phật giáo tại Úc, mạnh lắm. Phật giáo Nam Tông ở Úc nhiều lắm, cũng rất là mừng. Phật giáo đã có cái nền móng rất là vững chãi ở tại châu Âu, đặc biệt là bên Áo. Thì mình cũng mừng. Còn Minh Đức thì coi như là khỏi nói rồi, Minh Đức mạnh lắm, Phật giáo Nam Tông rất là mạnh, nhưng mà chỉ là mạnh trong cái cộng đồng người Đức thôi. Còn ở cộng đồng người Việt Nam thì Nam Tông nó chỉ là ảo mộng mà thôi nha. Còn bên Thụy Sĩ thì đâu có ai ngờ là một cái xứ rất là chính chuyên, người xài cái chữ nó hơi ngộ ngộ là chỉ chính chuyên. Thụy Sĩ là một xứ rất là khép kín mà cũng là rất là chính chuyên đối với đạo Chúa. Còn chính duyên nên nghĩa là không có tài hai hai chủ đó, gái không hai chồng á, thành không hai chủ. Vậy mà có ai ngờ được là Thụy Sĩ có một cái hội Phật giáo Theravada trên 100 tuổi rồi, trên 100 tuổi rồi. Mình cũng mừng là tại sao, là đã có cái dấu vết của chánh pháp. Thì mình cũng mừng cái chỗ là vì đâu mà có được cái đó, là bởi vì nhờ vào sự xê dịch của ai đó ngày xưa trên cái mảnh đất lạnh lẽo và hoang vắng này nha. Thì đã có những cái sự xê dịch nào đó mà để cho hôm nay trên cái mảnh đất này có được những cái dấu vết ấm cúng của chánh pháp. Thì cái sự xê dịch đó rất là đáng 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 lưu ý. Và cuối cùng thì sao, trên đời này thì ai cũng có thể nói năng hết, ai cũng có thể phát biểu hết, mà trong tất cả những nói năng, trong tất cả những phát biểu đó, những phát biểu nào của ai được xem là tối thắng thì chúng ta thấy rồi, Đức Phật là số 1. Bởi vì trên đời này đã có biết bao nhiêu người nói năng, có biết bao nhiêu điều được phát biểu mà có giúp được ai đâu. Nhưng mà cái người duy nhất trên hành tinh này mỗi lần mà nói ra cái gì thì dứt khoát là phải có giúp ích cho chúng sinh, đó là phải kể là Đức Phật. Kể là Đức Phật. Và các vị còn nhớ là bốn cái tiêu chuẩn, bốn cái điều kiện trong từng lời nói của Thế Tôn, từng lời nói của một Đức Phật mà tôi mới vừa nhắc lại hôm thứ năm hay không, trong Linh còn nhớ không? Tức là lời nào người nói cũng phải là đúng sự thật. Rồi cái chi nữa, rồi cái chi nữa, rồi cái chi nữa,
Tức là bất cứ một câu nói nào của Đức Thế Tôn cũng phải hội đủ câu nói nha, chỉ là câu nói chứ không phải là một buổi giảng. Buổi giảng này quá dài rồi, chỉ một câu thôi, thì từng câu của Ngài nó phải hội đủ bốn cái tiêu chuẩn này: một là đúng sự thật, hai là hữu ích, ba là đúng lúc đúng thời đó, và bốn là từ tâm. Với từ tâm, một vị pháp sư hôm nay nhiều khi nói cái này nói kia mà chưa chắc bằng từ tâm. Nhiều khi nói vì cái sự bực mình nói cho nó đã cũng có, nói vì một cái lòng, một cái điểm tư lợi là nó cũng có, nói vì một chút tình riêng là nó cũng có, vân vân. Chưa hẳn là vì từ tâm, nhưng mà riêng Đức Phật thì không. 1000%, bao giờ mà Ngài nói ra cái điều gì cũng phải bằng từ tâm cho cái người đối diện, hướng đến người đối diện, cái người nghe đó. Và điều nào Ngài nói cũng phải là đúng sự thật, và thứ hai là phải hữu ích. Để có những cái chuyện tôi nói rồi, những chuyện nó đúng nhưng mà nó không có lợi. Những chuyện mà trên trời dưới biển nó cũng đúng đó chứ, nhưng mà nó không có lợi, nó làm chi. Thứ ba là phải nói đúng lúc, có nghĩa là nó đúng sự thật rồi, chưa đủ, nó hữu ích, chưa đủ, mà phải nói đúng lúc nó mới có hiệu quả. Nó giống như thuốc vậy đó, đâu phải là mình muốn uống lúc nào mình uống nha, không phải, không phải muốn uống nào uống, phải có khi có thì. Giải phẫu cũng vậy, đâu phải là muốn mổ đè nó ra mổ đâu, bác sĩ không phải coi phải ngắm đàng hoàng, chứ không phải là lúc nào mình thích là mình mổ đâu cũng được. Cũng phải có khi có thì nha. Và cái cuối cùng là phải nói bằng từng tâm. Thì chính vì mỗi câu nói đều phải hội đủ bốn cái tiêu chuẩn này này, cho nên lời phát biểu của Đức Phật, cái lời nói ra của Đức Phật được xem là tối thẳng, là tối thượng trên cuộc đời này, là chỗ đó đó. Cho nên huệ minh được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được rơi xuống là rơi xuống tối thượng, tăng già thường bộ hành, Đức Phật thuyết tối thượng là như vậy đó. Ok, bây giờ là đúng 7 giờ rồi. 7 giờ sáng nay chúng ta học tổng cộng là 3 bài kinh. 3 bài kinh chứ đâu có ít. Có nghĩa là chúng tôi đã làm tròn lời hứa và chúng tôi quay lại với bài kinh cũ xe mà tôi để là bài kinh biểu tượng nha. Bài kinh thứ hai là bài kinh kinh tài sản, và thứ ba là bài kinh mưa. Và làm ơn nhớ lại giùm, làm ơn tôi hỏi trung tâm các vị có chép lại cái câu Pali mà đầu buổi giảng chúng tôi có chép hay đã ghi rồi hay chưa? Cái câu đó phải học thuộc lòng, cái câu đó phải học thuộc lòng. Itima kho citta, itima kho citta, có hay không, các vị có ghi câu đấy không? Cái câu đó phải học thuộc lòng thôi, đặc biệt không phải phụ nữ, không phải người già, không phải người bệnh thì phải thuộc thuộc lòng câu đó. Còn nếu mình tự thấy mình là phụ nữ, mình là người già, mình là người bệnh, không cần học nha. Còn nếu mà không lọt vô trong ba cái đối tượng này thì phải học thuộc lòng câu đó. Phải học thuộc lòng câu đó. Ok, xin chào bà con, xin đảnh lễ sư tôn Đức Đức các bạn. Gương cầu cam đấng chư thiên, trong vòng tình xa người yên hàng ngày. Từ đời đền tháp xưa nay, những đời biển thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thi thiện để cung dâng, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa tử ẩn đau phương hằng hà xa, tỳ khưu chẳng lòng trẻ già,
cao hạ trung hạ hoặc là mới tu. Thiền đạo tín nữ công phu đều là thi chủ động phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lâm kiều cư châu cũng được phần an thương. Chúng sanh buôn loài thông thường nọt tài thân hóa khí ngưỡng pháp lành, giải thoát pháp bào nên hành, đặng mà chứng khổ chuyển quanh đọa đầy, cứu cho hưng thành lâu dài. Pháp thiền chi thương cao ngại mờ mang, bận tu sinh đường bình an, cứu cho tăng chúng cao hạng hòa nhau, lại thêm phẩm hành thành cao. Những quả lời yên đến mau kiếm thi, cầu xin pháp bảo hộ chi cho người tu đã quý phần rồi. Xin cho cả thầy chúng con tân hóa trong pháp phần rồi giao truyền. Akasata cha thum mata devanaka maitika punyam no anumodam tu chiram rakham tu sasanam. Akasata cha thum mata devanaka maitika punyam no anumodam tu chiram rakham tu no karu. Akasata cha thum mata devanaka maitika punyam no anumodam tu chiram rakham tu mang pharam ti. Chư thiên ngự trên nữ không, tia cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Đóng vương thần lưng có nhiều, đồng xin hoan hỷ phương đều chúng con. Hộ trì phần giáo tam bồi, cam bận thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuồng tranh khỏi nạn tai, chúng sanh đường hương phương dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu hồ sanh. Y đàng nô nhá thì nàng ngộ tu sư kỳ ta hôn thù nhà ta vô. Y đàng nô gương cầu cam đấng chư thiên trong vòng tình xa ngư yên hàng ngày, ngư nơi đền thăm.